Thì không biết mọi người đã xem chưa, thì như có gửi cho một số bạn xem rồi, một số bạn chưa, thì sẽ có một cái giáo trình khoảng 16 buổi như thế này. Ở đây mọi người có thể thấy là cái buổi đầu tiên là buổi giao lưu thôi, giao lưu và làm quen với Zerust thôi, không có gì nhiều hết. Thì mình bắt đầu qua tới buổi thứ hai, mình đã vào mình làm giải phẫu của gương mặt rồi, và lên detail cho phần gương mặt. Đó là có 2 buổi để mình học cái cách làm cái phần gương mặt rất là nhanh. Tức là nếu mà các bạn học ở những cái lớp khác, những cái lớp khác ở những cái trung tâm khác, thì sẽ không có ai mà mới có cái buổi thứ hai, buổi thứ ba đã vô cho mọi người làm cấp gương mặt, giải phẫu gương mặt hết, chỉ có đặc trưng của lớp của mình đó. Thì qua đến buổi thứ tư, buổi thứ năm là mình bắt đầu mình học về cách mình làm giải phẫu và của cái phần body ha. Đây cũng là một cái phần rất là nhanh, rất là nhanh so với những cái lớp khác, những cái lớp bên ngoài. Chứ còn đối với mình thì mình thấy là những học viên của mình học những cái phần này thì đa phần đều có thể tiếp thu được hết, không có vấn đề gì hết. Một số bạn chỉ là nếu mà những bạn nào mà ít thời gian làm bài quá thì sẽ không có thì sẽ không có thể làm tốt được ha. Mình thấy có thể mọi người nên cố gắng dành cái thời gian làm bài nhiều nhiều chút xíu ha, có thể làm bài tập mà nó tốt. Rồi thì mình học ở trên lớp đó, cái giáo trình của mình nó chỉ là khoảng 50% thôi, còn ngoài ra là những cái như là cái giờ mà mình sửa bài cho mọi người gửi bài và mình sửa bài tập, thì những cái phần đó nó sẽ chiếm nó chiếm khoảng 50% cái thời lượng học của chúng ta ha. Cho nên là mọi người phải làm bài nhiều, thường xuyên tranh thủ gửi bài cho mình để mình sửa, mình góp ý cho mọi người. Nó sẽ đi sâu vào cái vấn đề của từng người hơn, thì lúc đó mọi người mới có thể tận dụng hết được cái lớp học của mình. Chứ còn nếu mà mọi người chỉ xem video thôi mà không làm bài gì hết thì nó sẽ không có hiệu quả, nó không có hiệu quả nhiều. Tại vì những cái mà mình dạy trên lớp này thì thật ra nếu như mọi người biết cách tìm ở trên mạng, trên YouTube thì nó hầu như nó có hết, tất cả đều có hết, và người ta dạy miễn phí, không có mất xu nào hết. Nhưng mà mình ở đây thì mình sẽ là người mình tổng hợp những cái nội dung đó lại và mình truyền đạt theo cách nó thực tiễn nhất, nó dễ hiểu, và cái quy trình nó sẽ bám sát với quy trình mà khi người ta đi làm bên ngoài, nó là như vậy. Và ngoài ra đó là cái sửa bài ha, cái sửa bài, nhắc lại một lần, cái sửa bài là cái rất là quan trọng. Mọi người nên tranh thủ nhiều thời gian sửa bài, càng làm bài nhiều, càng gỡ nhiều thì mình càng sửa nhiều, thì mọi người sẽ học được càng nhiều nhé. Đấy, thì qua cái phần body thì mình cũng học 2 buổi, 2 buổi là buổi 5, buổi 6, rồi buổi thứ 7 thì mình bắt đầu mình làm về cái phần quần áo, làm quần áo và trang phục cho nhân vật của mình. À, không nhầm, buổi thứ thứ sáu và thứ bảy. Thì thường ở đây thì thường là có thể là sẽ thêm một buổi thứ tám nữa cho phần quần áo, tại vì quần áo sẽ tùy vào concept, nó có thể nó sẽ hơi nhiều đó, thì sẽ có thể là chêm thêm một cái buổi vô đây nữa. Đấy, thì toàn bộ những cái phần này từ cái buổi 1 cho đến buổi 7 thì hoàn toàn là chúng ta sẽ làm việc với Zerust thôi. À, phần mềm đầu tiên mà chúng ta sẽ học là học trong Zerust, và vì là chúng ta làm chuyên về nhân vật cho nên là cái cách mà mình đi từ cái file Zerust ra là cái cách mà mình cảm thấy là dễ học nhất và nhanh nhất. Thì những công cụ trong Zerust nó rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ dạy cho mọi người những cái nó gói gọn nhất, cũng như là những cái cơ bản nhất, chỉ cần biết bao nhiêu đó thôi là đủ xài, chứ mình không có dạy cho mọi người quá nhiều về công cụ. Tại vì đối với mình cái công cụ nó sẽ giúp cho mọi người làm nhanh hơn và cái hết hồn, nhanh hơn và hiệu quả hơn, chứ nó không có giúp cho mọi người làm đẹp hơn và tốt hơn nhé. Cho nên là ở đây chúng ta học chủ yếu là chúng ta sẽ học về cái tức là học về những cái nguyên lý, những cái cách thức, những cái về mỹ thuật, về 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 cấu trúc, mà tất cả những cái thứ đó để làm sao mọi người có thể làm ra được một con nhân vật tốt, và nếu mà được thì có thể làm cho một cái nhân vật nó đẹp nhé, chứ mình không có dạy quá nhiều về công cụ đâu. Đấy, cho nên là cái thời lượng của mình dạy nó ít, mình chỉ cần dạy công cụ nó có chút xíu à. Những cái giống như là mọi người làm Zerust thì mọi người giống như chơi đất sét vậy thôi nha. Giống như chơi đất sét thì mình chỉ cần có cục đất sét và cái tay của mình thôi là mình làm việc được, mình không cần cái công cụ gì cho lắm hết. À.
Đó là cái phần đầu tiên, mình thấy là cái phần duy nhất thì chúng ta chiếm gần phân nửa cái thời lượng học. Sau đó là những cái buổi sau khoảng 3 buổi, 4 buổi, hay là mình sẽ học về cái cơ bản của Maya. Trong lúc đó là mình sẽ làm song song với cái bước là mình gọi là bước Retopo. Retopo tức là mình sẽ từ cái file bên ZBrush của mình sẽ làm lại thành một cái phiên bản nó đơn giản hơn, nó được tối ưu hóa hơn cho những cái môi trường trong game, những cái file nó ít lưới hơn ha. Thì mình sẽ hướng dẫn lên, mình sẽ mở một cái file ví dụ cho mọi người xem. Đây, thí dụ như đây là cái file mình sẽ là cái file bên làm bên ZBrush ha. Tức là mọi người sẽ thấy là tại sao lại là ZBrush, thì bởi vì ZBrush nó cái ưu điểm của nó là nó có thể thao tác được trên những cái vật thể nó rất là nhiều chi tiết và độ phân giải rất là cao. Ví dụ mọi người nhìn thấy ở đây là cái con nhân vật này của mình nó tới 39 triệu poly ha. Poly là cái gì? Poly tức là một cái đơn vị của 3D, tức là một cái ô vuông như thế này là một cái poly này. Đó, một cái ô vuông như thế này là một cái poly. Cái này là phương pháp polygon modeling, tức là phương pháp modeling là dựa trên cái đơn vị là poly. Đấy, thì chỉ có thằng ZBrush, hầu như là chỉ có thằng ZBrush có thể làm được cái số lượng poly nó cao như thế này và mượt mà như thế này ha. Rồi thì khi mà mình qua đến Maya thì mình sẽ phải làm lại thành một cái phiên bản nó được tối ưu hóa hơn, nó đơn giản hơn, nó ít lưới hơn để có thể bỏ vào trong game, trong môi trường game. Ví dụ như là phiên bản bên Maya này, chúng ta sẽ làm một cái con như thế này đấy, mọi người thấy ha, cái lưới nè, cái này cũng là một cái lưới, cũng là một cái poly, và ở đây mọi người thấy là cái số lượng poly nó rất là ít, rất là thưa. Thì tại sao nó lên được những chi tiết nhỏ hơn như thế này? Thì cái này là do cái texture của nó, để nó lên được một cái texture gọi là normal map, tức là một cái loại map, một cái loại texture mà nó sẽ thể hiện chi tiết trên bề mặt của khối đó. Thì qua đây mình sẽ làm Maya, mình sẽ làm cái phiên bản như thế này. Thì những cái phiên bản này thì mọi người mới có thể bỏ vào trong game được, tại vì trong game thì mọi người nếu mà có chơi game thì mọi người biết là trong game thì nó sẽ gọi là real time, tức là ngay lập tức ha, thời gian thực và ngay lập tức. Nhưng mà mình chơi game thì mình bấm cái nút cái là nhân vật nó hành động ngay lập tức, thì cho nên là nó phải được tối ưu, nó phải nhẹ nó mới làm được cái chuyện đó. Còn nếu mà cái file như thế này rất nặng tới mấy chục triệu poly thì không thể nào bỏ vào game được. Rồi mình qua đây mình Maya mình sẽ trong vòng 4 5 buổi thì mình sẽ làm cái này. Đấy, sau đó mình sẽ làm một cái bước tiếp theo gọi là bước UV. Thì cái này gọi là cái UV. Này là gọi là cái UV, thì mọi người tưởng tượng, nếu mà mọi người chưa biết thì mình tưởng tượng giống như là mình ăn kẹo vậy đó. Mình ăn một cái kẹo sô cô la, thì cái cục kẹo sô cô la nó có thể có nhiều hình thù khác nhau, nhưng mà khi trải ra thì nó sẽ là một cái mặt phẳng, một cái tờ giấy phẳng đấy. Thì ở đây mình học cái cách bung UV giống như thế này. Thì trên cái mặt phẳng 2D như thế này thì mình sẽ vẽ được những cái texture, những cái chi tiết lên trên này nó dễ hơn là đối với một cái khối 3D. Rồi sau đó thì mình đã có UV rồi thì mình sẽ vẽ texture ở bên Substance Painter, phần mềm Substance Painter đây, tạm thời không có mở lên. Thì đại loại mọi người nhìn cái texture ở đây, tức là trên cái texture nó sẽ có những cái chi tiết đấy, những cái chi tiết, những cái khối, ví dụ những cái màu màu sắc và cái độ bóng ha. Thì mình vẽ texture như vậy. Rồi và cuối cùng là mình học vẽ texture đó khoảng 3 buổi, 3 buổi rưỡi gì đó, để mình xong cái phần texture đó. Và cuối cùng là mình sẽ học cách cơ bản để bẻ khâu là bẻ dáng cái nhân vật và đặt đèn đánh sáng ở trong một cái phần mềm gọi là Marmoset Render ha, ra được cái sản phẩm sau cùng. Đấy, thì đại loại là cái quy trình của mình học nó sẽ là như vậy. Thì ở đây có bạn nào mà chưa bao giờ nghe qua cái quy trình đó không? Đó, mình nhớ là mình trao đổi nhiều vào nha, chứ mọi người đừng có quá im lặng nha, mình cứ trao đổi thoải mái. À,
cái cách thức học của lớp mình thì mình cứ cứ việc thoải mái mình nói chuyện với nhau, là bởi vì mình học theo kiểu online thì mình không có thấy mặt nhau, cho nên là về cái vấn đề tương tác của mình nó sẽ bị hạn chế. Đấy. Cho nên là mọi người nên trao đổi thường xuyên, nói nhiều và có thể ngắt lời mình nói cũng được, nói chuyện tào lao với đao gì đó cũng được ha. Tại vì nếu mà không nói thì cái lớp của mình nó sẽ rất là chán, mình nó cạn năng lượng nhanh lắm. Mọi người học nó sẽ không có hiệu quả, không có vô. Cho nên là mọi người nên nói nhiều và trao đổi thường xuyên vô. Có ai trả lời không vậy? Ok anh, thì im lặng quá. Ít ra là vậy, ít ra là mọi người chỉ cần ok được được em kiểu vậy thôi, như vậy là được rồi. Chứ mình vẫn có mình không có nên cứ cứ im lặng, tí dụ mình cứ nghĩ là chắc có người khác trả lời, mình không cần trả lời. Như vậy cái lớp của mình nó sẽ rất là buồn ngủ, tại vì mọi người nghe thôi thì mình nổi tiếng là mình nói chuyện rất là buồn ngủ trong lớp, thề luôn. Có nhiều bạn vô học lớp của mình là chỉ để ngủ thôi mà, vô mà không nghe mình nói không ngủ được kiểu vậy á, nên là mọi người phải chịu khó tham gia vô nha. Vâng, đó. Thì cái quy trình của mình là như vậy. Rồi còn cái cách học của mình giống như nãy giờ mình cũng nói đó, thì mọi người cái video rồi những cái kiến thức mình học đây nó chỉ là phân nửa thôi. Ngoài ra thì phần lớn những cái kiến thức mọi người học được nó sẽ nằm trong cái phần sửa bài nữa, cũng phải là 50%. Và cái cách mình trao đổi tương tác với nhau thì tại vì mình giống như mình nói là cái lớp của mình sẽ hỗ trợ mãi luôn ha, cho nên là đã vào cái lớp của mình tức là coi như là bạn bè ha, bạn bè anh em với nhau, thì không phải là chỉ có trong cái thời lượng trong cái lớp của mình đâu, mà kể cả những về sau này cũng vậy nữa. Nếu mà mọi người vẫn tiếp tục trao đổi với mình thì có cái gì thì mình chỉ, có cái gì mình cần hỏi thì mình góp ý thôi, không có ngại gì hết. Cho nên là nó sẽ phụ thuộc vô cái chuyện là mọi người có thân với mình hay không, tức là vậy. Tức là nếu mà mọi người trao đổi với mình nhiều, sửa bài nhiều thì mình sẽ nhớ được mọi người, sẽ dễ nhớ mọi người hơn, mình không có bị quên, nhưng mà mình nhớ được cái level của mọi người ở mức nào, thì khi mọi người hỏi cái gì đó thì mình sẽ biết là à cái bạn này làm được như thế, level như thế, thì mình sẽ trả lời được cho nó chính xác hơn. Còn nếu như mà mọi người ít tương tác với mình quá thì có thể là mình sẽ quên, tại vì bây giờ bữa giờ thì học viên của mình chắc cũng hơn cả 100 người rồi, nên là chắc chắn là sẽ có những người mà không nhớ được nếu như mà mọi người không có nói năng gì hết, không có Có trao đổi thì gì chắc hết còn nha. kỹ. Thì đó, cho nên là chủ yếu là vẫn nhắc lại là trên lớp thì nó phải sôi động, nó vui là chính, cho nên cứ nói tào lao với đao vô, ngồi thí dụ mà buồn buồn ngồi nửa tiếng hay 1 tiếng gì đó mình tâm sự chuyện đi làm hay là chuyện này chuyện kia, những cái chuyện không liên quan đến lớp Sao bây cũng giờ được cũng ha, được vậy? không có vấn đề gì hết. Thì nếu mà trễ cái giáo trình thì bữa sau mình lại dạy tiếp thôi, 16 buổi là cái sườn, nhưng mà có thể những lớp, có những lớp mình dạy 17 buổi, có những lớp mình dạy 18 buổi, có vấn đề gì hết. Đó. Thì cách học chúng ta nó nên thoải mái như vậy nha. Rồi tiếp theo bây giờ mọi người có thể lên, mọi người cài cho mình một cái phần mềm như thế này, gọi là cái phần mềm Purex này. Đấy, Purex này thì mọi người lên bấm vào cái nút Get Purex này, download nó về. Nó sẽ cho mình chọn Windows thì mình chọn chế độ Windows ha. Rồi mình sẽ có cái phần là ở dưới này nó cho là cái tiền này gọi là cái tiền donate, tức là tiền đóng góp. Nếu mình không đóng góp thì thôi, mình không có tiền mình đóng góp thì thôi, mình bấm vào cái nút Custom Amount này. Đấy, nó hiện ra cái số 20 để hù mình thôi, mình bấm số 0 vô là nó ok à. Đấy, rồi. Cypherine nữa. Đúng rồi, nó không có tốn tiền, nó cho mình xài free, ai nó chỉ lấy cái đóng Em chưa góp. có em có record lại trường hợp chưa? Record lại để Mình có record sẵn rồi ha. Mọi người không có phải lo, mình để mình record rồi mỗi buổi là mình sẽ gửi lại video cho mọi người. Mọi người cũng nếu thích thì có thể tự record, còn nếu không thì thôi không có vấn đề gì hết, mình sẽ gửi nha. Gửi cho video cho mọi người thì mình sẽ up lên YouTube.
post lên YouTube và sẽ gửi link cho mọi người, và mọi người phải đăng nhập bằng cái mail mà mọi người gửi cho mình. Cái mail lúc đầu mọi người gửi cho mình thì mọi người sẽ xem được nhé. Thôi giờ không có bàn cái nó nữa thì rút kinh nghiệm cho lần sau. Giờ ngày đưa làm việc đi. Alo. 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 Nghe tiếng nó hơi nhỏ là từ đến. Ô, nói đi em. Ủa anh, cái này đóng góp nó có hơn được gì với so không đóng góp không? Không, nó không khác gì hết em. À. Cái trang vậy thôi. Thế sao mình đau về ha, đau về là cài thôi. Một số cái nước ngoài có một số phần mềm họ làm theo kiểu đó, tức là họ sẽ kêu gọi đóng góp, nếu ai thích đóng góp thì đóng góp, ai không thích đóng góp thì thôi. Thường là cái người nước ngoài thì cái văn hóa đóng góp của họ, donate của họ nó cũng kiểu nó sẽ có nhiều người donate hơn, kiểu vậy. Khi mà có nhiều người dùng, có những người rất là sẵn sàng donate, giống như mọi người coi anh Độ livestream cũng vậy đó, người ta donate cả 100 triệu đó mà. Thì cho nên là những cái phần mềm này nó sẽ xài theo kiểu đó, nó thu tiền donate của người ta, thì nếu mà active xài nhiều thì trên thế giới thì chắc chắn là sẽ có tiền thôi, mà không cần cái buôn bán gì hết. Rồi thì đây là cái phần mềm Fieldred này. Thì nó sẽ có cái phần mềm chấm như thế này thôi, không có gì hết, mình sẽ di chuyển nó bằng chuột phải, mình có thể dưới đây mình sẽ có một cái ô để mọi người thấy được cái phím mà mình bấm chuột phải để mình di chuyển cái cửa sổ này, rồi mình có thể để mình bấm cái hình gì đó mình bỏ vô. Thì mình có thể mình lựa bất kỳ một cái hình nào, mình lên mạng mình coi hình ở đâu cũng được. Chẳng hạn như là mình sẽ thường hay sử dụng cái trang là Pinterest, trang này để mình kiếm hình, Pinterest hay là mọi người độc lập Pinterest gì đó cũng được. Thì mình có thể nắm bất cứ cái hình nào mình quăng nó vô. Đây, thí dụ như mình có cái hình đấy, mình nắm cái hình này mình quăng vô, đấy là nó vô thôi. Và mình có thể mình nắm nhiều hình một lúc, mình bỏ vô trong một cái khung này, đấy mình di chuyển vị trí cho nó, keo to keo nhỏ, xoay hướng xoay này, keo này. Và di chuyển cái vùng nhìn của mình thì mình giữ cái, mình có thể dùng cái phím on với phím chuột phải, mình sẽ di chuyển cái vùng nhìn, chẳng hạn như thí dụ mình có nhiều hình hơn, ví dụ như vậy, có nhiều hình hơn mình có thể xoay qua kéo lại vậy. Và mình có thể di chuyển cái cửa sổ này, di chuyển bằng chuột phải, mình di chuyển còn internet chuột phải thì nó dời cái này. Rồi mình cũng có thể kéo thu to thu nhỏ cái khung này, rồi Không, muốn không zoom đi dạo rồi. đây em, rồi lâu phát ra cái tiếng nói là lạ vậy, mình đáng nữa mà mình tạm view với các bạn đó nha. Rồi zoom nè, zoom thì mình sẽ zoom ra zoom vô một cái con lăn chuột thôi. Nó còn một cái phím nữa để zoom nữa, mình quên mất rồi. À, phím control với chuột phải để mình zoom, thay vì nếu mà không có cái con chuột để lăn. Đấy thì mình save lại bình thường. Mình dùng cái này mình có thể load được nhiều cái hình reference một lúc mình coi nha. Thì bây giờ trong lúc mà mình nói và mình hướng dẫn thì mọi người làm giúp cho mình một cái việc này, tức là mọi người lên cái trang giống như vậy đi, Pinterest hoặc là bất kỳ cái trang gì, application cũng được, thì mọi người search một cái từ, một cái concept, tìm một cái concept nào đó, chúng ta sẽ lựa ra một cái concept chung cho cả lớp mình dùng trong suốt cái thời gian lớp học của mình xảy ra. Thì bởi vì lý do là mình ở cái lớp cơ bản mọi người mới hết, cho nên là mọi người sẽ làm theo người hướng dẫn, cho nên là mình cần phải có một cái concept thống nhất ha. Thì có thể search những cái từ khóa chẳng hạn như là warrior ví dụ vậy ha, nó sẽ ra cho mình rất là nhiều những cái hình khác nhau, thì mọi người lựa coi mọi người thích cái nào. Thì nếu mà mọi người thích cái nào á thì mọi người lấy cái hình đó nha, và mọi người bỏ vào ở trong cái ô chat trên Facebook á, đấy mình bỏ vào cái phần chat ở trên cái group Facebook của mình nha, bỏ hết vào những cái hình mà mọi người thích, rồi lát nữa mình sẽ chọn ở trên đó và mình sẽ bỏ phiếu để mình coi là mình cuối cùng là cái con nào. Thì cái tiêu chí để mình chọn sẽ là như thế này, tức là mình sẽ cần là phải là nhân vật có dạng người, có dạng người thì tốt nhất là nên để lộ cái mặt ra, và trên cái phần trang phục của nhân vật đó thì nó sẽ có những cái chất liệu khác nhau, chẳng hạn như là vải này, giáp này, hoặc là da này, da người, hoặc là da da của di lịch, áo khoác da,
rồi hoặc là gỗ đó, có nhiều chất liệu thì mình sẽ làm được, học được nhiều thứ. Rồi một cái tiêu chí tiếp theo khi mọi người chọn là mọi người nên chọn những cái nhân vật mà cái hình dáng, tức là cái form dáng bên ngoài của cái con này nó đơn giản và nó chắc, nó ôm theo cái body của mình thì mọi người sẽ dễ làm hơn. Chứ mọi người không nên chọn những cái concept mà kiểu nó hầm hố, nó quá nhiều chi tiết như thế này. Thì thật ra để mà làm tốt cả hai cái con này thì nó sẽ giống nhau, nó không có khó hơn hay dễ hơn. Chỉ có điều là khi mà mọi người làm nó quá nhiều chi tiết thì mọi người làm nó mất thời gian hơn thôi. Thì trong cái thời lượng của lớp học của mình thì mọi người sẽ không đủ thời gian để làm con quá phức tạp. Thậm chí là đối với con đơn giản thì mọi người làm nó cũng lố thời gian rất là nhiều. Chắc chắn là trong khoảng 1 tháng rưỡi 2 tháng của trên trên lớp mọi người không có làm kịp đâu. Mọi người phải làm thêm sau đó nữa. Cho nên là mọi người nên lựa một cái con mà cái form dáng nó đơn giản như thế này, nó ít chi tiết. Thì nếu như cái con của mình nó có nhiều chi tiết quá thì mình vẫn có thể loại bỏ bớt chi tiết đi để mình làm cho nó kịp. Đấy, thì bây giờ mọi người bắt đầu lựa luôn trong lúc mình nói nha. Để cuối giờ khoảng 15 phút cuối giờ mình sẽ dùng hết những cái hình đó để mình rút ra một cái concept mà chúng ta sẽ sử dụng chung trong lớp của mình ha. Ok Như. Ok. Có phải có tiếng nói vậy nó mới vui vẻ. Nam Không hay nữ đều được hả anh? rồi, nam nữ gì cũng được hết. Thì mỗi lớp thì mình sẽ làm hoặc là nam hoặc là nữ thôi. Còn sau khi mà mọi người làm xong cái bài tập ở trên lớp thì nếu mà mọi người vẫn tiếp tục muốn làm cái phần giới tính ngược lại thì mình sẽ gửi thêm video cho mọi người để mọi người làm. Nhưng với điều kiện là mọi người phải hoàn thành cái bài trên lớp này. Chứ còn nếu mà đã không hoàn thành cái bài trên lớp rồi thì có gửi thêm cũng vậy thôi. Đấy. Thì là ví dụ mà làm nam thì làm xong rồi mình sẽ gửi video cho mọi người làm nữ. Thì mình học là mình học cái chuẩn chung, cái nguyên lý của nó, nguyên tắc của nó thì mình sẽ áp dụng cho được tất cả mọi thứ thôi. Từ đó mình suy ra là được. Rồi ha. Rồi cứ việc lựa. Trong lúc lựa thì bây giờ mình đến cái phần tiếp theo là mình sẽ mọi người tự giới thiệu thông tin của bản thân cho mình để mình có thể lưu lại thông tin ở đây và để làm quen với nhau. Thì mình giới thiệu trước ha, mình là Nguyên, mình năm nay 35 tuổi. Thì ở đây chắc có nhiều bạn thì có thể gọi mình bằng chú cũng được. Mình gấp đôi rồi, có nhiều bạn 17, 18 tuổi thì mình cũng gấp đôi tuổi. Nhưng mà cứ gọi anh đi cho nó vui, có một anh lớn hơn mình ở đây, mình bằng em. Chứ đừng có gọi bằng thầy, nghe nó đáng sợ lắm. Thì mình làm cho cái ngành này được đâu đó khoảng 12 năm rồi, 12 năm. Chủ yếu là mình làm về modeling cho character, nhưng mà những cái khâu khác ngoài character, ví dụ như làm nhà cửa, xe cộ, súng ống thì tất cả mình đều có làm rồi. Môi trường background, thì background ngày xưa khi mình đi học là mình học bên kiến trúc, cho nên là mình cũng có làm hết được những cái khác, chỉ là không có làm nhiều thôi. Đấy. Thì ngoài nhân vật ra thì những cái khâu khác thì mình cũng có kiến thức được, kiểu kiểu hiểu được khái quát sơ sơ, không có đi vào chi tiết được. Những cái khâu khác thì nếu mà mọi người có gì cần trao đổi thì cũng có thể, mình cũng có thể chém gió được, nên cứ việc trao đổi với mình thoải mái. Đấy, thì cái hộ lâu lâu chứ lên phát cái gì. Rồi giờ tới lượt mọi người giới thiệu ha. Thì mình sẽ bắt đầu theo cái danh sách ở đây của mình đi. Từ trên xuống dưới thì đầu tiên là bạn Anh Nguyễn, bạn gió Lào á, giới thiệu ví dụ như là thành phố mình ở rồi năm sinh, rồi mình background của mình học cái gì, mà mình tham gia cái lớp này vì mình muốn học được cái kiến thức gì đó, kiểu vậy ha. Mọi người cứ thế mà giới thiệu. Chào mọi người, mình xin học cái lớp này thì chủ yếu là muốn được anh Nguyên chỉ cho những cái phần cơ bản về tỷ lệ á. Với lại cũng chưa làm bên reverse bao giờ, nguyên một con từ đầu đến cuối nên muốn học để nâng cao cái tay nghề của mình hơn. Hiện mình đang sống và làm ở Sài Gòn. Tức là bạn đã đi làm rồi. À, hiện tại thì đang đi làm. Okay. Làm được nhiều năm chưa? À, cũng được chừng 3 năm mà cũng là
rẽ ngang từ bên kế toán chuyển qua. Tức là bữa giờ mình làm với bạn này À, làm bên mảng handpainting á. Muốn học thêm về bên Rio nữa để có thêm nhiều cơ hội và cũng có nâng cao cái kỹ năng của mình hơn nữa. painting mà mình làm nhân vật hay là làm mấy cái rock hay là dạng cửa cứ. Làm chủ yếu bên mảng chapter á, nhưng mà vẽ vẽ là chính luôn ấy. À, vậy là vẽ nó lành rồi, cái tinh thì màu sắc cái thứ là nó tốt rồi đúng không? Cũng tạm tạm, tại vì là cũng là tay ngang chuyển sang chứ cũng không phải là được học bài bản như nhiều bạn trẻ bây giờ. Cũng làm được 3 năm rồi, làm những cái phần mềm như là Maya hay ZBrush mà mình xài ngon lành hết. Rebirth thì nói đúng là cũng bên công ty này chủ yếu là handpan là chính, còn Rebirth thì tính ra 3 năm nhưng mà làm cũng mới được chừng một hai lần thôi nên là không có kinh nghiệm gì hết Còn ví dụ như Maya hay là System Painter các thứ thì á. ngon lành. Thần cũng không luôn, cũng cỡ như Rebirth, tại vì giống như cái dự án nó liên quan đến Rebirth thì nó có làm system nhưng mà bên này dự án về cái mảng đó rất là ít luôn á nên chưa có va chạm cái phần nó nhiều, nên muốn đi học để có thêm kiến thức nữa. Vậy là mình chỉ có vẽ trên Photoshop thôi hả? Đúng. Ok. Cảm ơn bạn. Tiếp theo là Long Nguyễn. Hello bạn Long Nguyễn. Rồi, im lặng người ta. Nếu mà ai mà không có mic hay là mic chụp chặt hay gì đó thì mọi người có thể chat chứ. Trong lúc mình không cần phải đợi đến lúc mình, mọi người có thể soạn sẵn trước rồi cứ cứ thế mà chat lên cũng được, mình sẽ đọc. Alo, alo, Hello anh alo. Anh thấy là tới hai Long Nguyễn rồi, không biết phải anh không? Long. Hai Long Nguyễn. Ồ, không biết nữa. Để anh giới thiệu trước Tức là trong danh sách thì có một mình anh thôi là Long à. Nguyễn, còn Long Nguyễn kia là em không biết. Nãy giờ có cái âm thanh của người phụ nữ, cho phép anh xin lỗi mọi người, tại vì cái đó của tiếng bà xã anh cũng đang học online. Anh quên quên tắt mic. Nói chung là anh giới thiệu, anh tên là Nguyễn Hoàng Long, anh sinh năm 87. Về sự nghiệp chinh chiến thì anh ra trường hồi 2009. Anh học thì học ngành lập trình đó, lập trình phần mềm bên Hopkins đó, nhưng mà ra thì anh không làm ngành đó, anh đi học Corel để làm bản in in ấn á, làm được nửa năm rồi sau đó thấy mình không hợp, cái anh đi học JavaScript với lại Flash để làm thiết kế web, rồi làm cũng được năm rồi cái cũng nghỉ. Rồi tới năm 2011 là anh bước vô một cái con đường mới là làm game, nhưng mà game cái thời đó là chủ yếu người ta chấm pixel á, pixel art á. Thì Cảm anh ơn. làm ở anh vô vô đó anh chấm pixel art thì nói chung là cũng một dạng là tay ngang á, mình nhưng mà mình cũng có một cái năng khiếu vẽ, nhưng mà mình không có học trường lớp về vẽ. Thì mình thấy cái công ty đó nó tuyển dụng làm game pixel art, cái mình cũng tập mình chấm 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 đâu đó khoảng tháng rồi mình apply, tính apply chơi đó, ai ai ngờ được. Thì anh làm với công ty đó cũng được tới từ 2011 tới 2018. Thì tới năm 2018 thì công ty đó nó giải thể, cái là anh thất nghiệp trong vòng 2 năm. Thì trong vòng 2 năm đó thì anh cũng kiếm này kiếm kia, làm nói chung làm bậy bạ, làm về UI UX tùm lum, nói chung là làm tay ngang không à. Thì tới 2020 á anh mới chính thức anh apply vô ClassS. Thì hiện tại giờ anh đang làm bên ClassS, nhưng mà anh không có làm bên mảng nhân vật, anh làm bên mảng vehicle.
thì anh tham gia cái lớp này cũng 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 thấy lâu rồi, nhưng mà đến giờ mình mới sắp xếp được thời gian. Thì một mục tiêu qua lớp này thì mình cũng gọi là hồi đó giờ mình học tay ngang mà, thì giờ mình muốn học một cách bài bản hơn. Thì hy vọng sau sau cái lớp này mình cũng làm được cái gì đó, một cái con nhân vật hay cái gì đó nó gọi là nó chuẩn chỉnh, nó theo một cái quy trình về sản xuất, thì mình cũng có thể dùng cái đó để lỡ sau này mình không có làm ở LXF nữa, mình đi chỗ khác thì mình sẽ dùng cái này làm portfolio mình đi xin việc, ví dụ như vậy. Rồi, cảm Thì ơn Nguyên. mà đi làm thì nhớ dành thời gian làm bài. Ok, Mấy cái lớp trước của em cũng có mấy anh lên bên lớp S đó, không biết anh có quen không người nhiều lắm. Hùng Anh này đúng không? Đúng rồi. Hùng Đó. Anh như nó mới nghỉ, Có anh nhưng mà Công. nó bên mảng khác, anh làm bên mảng xe, ở nó bên mảng character, cũng ngồi sau lưng anh đó, nhưng mà chắc tụi nó không biết anh đâu. Anh Công này, có anh Công cũng là lớp S nè, rồi có anh Thạnh Thái cũng làm bên lớp S nè, xong rồi mấy ổng không chịu làm bài vậy trường ổng Chắc có mình Hùng Anh là nó siêng nhất, thấy nó bóp bài quá, bóp bài hoài luôn kề cố nhưng gắng mà làm cho ok rồi, cho anh hỏi Nguyên chút xíu được không? Hỏi dạ nói chung tám 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 chuyện ngoài lề thôi chứ không không có gì. dạ hỏi gì anh Em hình như em còn làm bên Spark phải không? Em làm bên Spark ha? nghỉ bạc cũng 5 7 năm rồi anh. Tại vì hồi năm năm nào ta, cái năm mà anh apply vô Black Hat 2020 á, là lúc đó anh có apply vô Spark nữa, thì anh đi lên chỗ tòa nhà Hải Âu đúng không? Dạ đúng rồi. Anh lên anh hình như anh thấy cái mặt của em dán ở chỗ cái phòng đó. Cái có cái phòng kiến mà dán mấy cái avatar của từng người từng người từng người từng người á. Cái hình đó là họ làm cái lúc mà mới chuyển sang công ty đó đó, thì lúc đó em còn làm, cho nên là cái hình đó nó ngay trước cửa thì phải, Đúng rồi, đúng rồi, ngay trước cửa đi vô, vô luôn, thấy hình bàn vẽ trắng đen giống như hình bàn thờ em chết. thấy thấy mình quen, hình như bạn trên Facebook Cái sao hình đó lại bây giờ chắc cũng phải nghỉ hết, cũng phải hơn phân nửa cái list danh sách đó rồi đó, vậy hả? lâu lắm. Lúc đó anh apply vô á thì cũng được, cũng đậu á, mà tại vì lúc mà đậu người ta kêu lên phỏng vấn, người ta hỏi là cái này nói chuyện chơi thôi, thì ta lên ta hỏi giờ có sẵn sàng gọi là ở ở lại tối với lại làm việc thứ bảy chủ nhật không. Cái anh nói là ở lại thì được, nhưng mà anh chỉ ở được tới tối đa là khoảng 9 giờ, cùng lắm là 10 giờ thôi, còn thứ bảy chủ nhật thì anh rất là hạn chế, tại vì anh có gia đình rồi, ra thứ bảy chủ nhật là anh ít bao giờ mà làm việc lắm, có làm thì chăng nữa thì có thể sáng thứ bảy. Thì hình như là mấy tại vì lúc đó cái tiêu chí bên đó hình như là người ta cũng muốn tuyển fresher mà dạng như mới ra trường á, anh thì già rồi. Thật ra anh bị Ok vậy. reject Chỉ luôn. vì cái câu đó thôi. Em nghĩ chắc không phải là vì cái câu đó đâu. Có Không, lúc thể. đó nếu như mà anh gật đầu thì chắc là họ sẽ nhận á. Thì mình cứ gật đại đi chứ mình nói thiệt lòng quá làm gì. Gật đại còn tới lúc mình vô mình làm rồi nó tính sau. Tại vì thường thí dụ mà ở bên đó làm thứ bảy chủ nhật thì em nhớ là có tăng lương cho cái phần làm thêm thứ bảy chủ nhật nữa đó. Nếu mà mình có thích thì mình đi, mình không thích thì thôi à, còn chứ không có ép đâu, chẳng qua người ta hỏi chứ thì thôi, hỏi vậy thôi. Hỏi hỏi coi tinh thần mình tới đâu đúng không? Nhưng mà chỉ không phải cái lý do, nó không phải vì cái câu đó đâu, chắc là nó có cái vấn đề gì khác đó. Chứ còn vì chỉ vì cái vấn đề đó mà người ta đánh rớt nó lý lắm, có ai mà như vậy. Thì không, thì bây giờ anh mới nói là anh nghĩ khi lúc đó là chủ yếu là muốn muốn tuyển những cái người sinh viên fresher á, mới mới ra trường gì á, để thí dụ họ sẵn sàng gọi là họ cháy hết mình để mà họ vô dự án mới kiểu kiểu vậy. Còn anh thì giống như là anh khi mà anh trả lời giống như là anh có một cái khung giờ nhất định rồi, thành ra anh nghĩ là người ta sẽ không có thiện cảm lắm. Lúc đó rồi cái có hai bạn ra, một cái chị đó
nó chị với ra cũng hình như cũng nhỏ hơn anh, với lại một cái bạn ốm ốm cao cao quên tên này, lúc đó có hỏi mà quên này. Các bạn em không biết, chắc cũng lâu lắm rồi, mình không có À cập đúng nhật nhớ, lúc lúc đó là anh nhật xin vô tôi. làm trainee cho team 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 môi trường á, environment. Có thể là vì người ta sẽ kiểu như là người ta sẽ đánh đánh giá theo cái danh sách, xong rồi cuối cùng người ta sẽ chọn từ trên xuống, hiểu vậy. Có thể là sẽ có nhiều nhiều bạn khác nữa, cho nên là chứ cũng không phải là vì câu đó đâu. Tại Ok, rồi ok thôi, cảm ơn Nguyên rồi, xin nhường thời gian lại cho mấy yeah. Vâng anh. Rồi tiếp theo bạn Nguyễn Hoài Nam. Alo. Alo. Vâng, em chào anh mọi người ạ. Chào em. Em bị ho nên là cho anh xin phép nói ngắn một chút ạ. Ok. Vâng. Em thì em tên là Nam. Mọi người có thể gọi em là Nhái vì em khá là bé. Em năm nay 25 tuổi nhỉ, sinh năm 97, năm 25 tuổi. Em đi làm được cả 2 năm, thường là công việc chính thường là làm asset của environment với cả mấy cái linh tinh nhiều thứ, kiểu mấy cái effect linh tinh với cả compo các thứ, nói chung là làm nhiều thứ. Ồ. Thì nhưng mà Oh. không chuyên ạ, làm nhiều thứ nhưng mà nó không chuyên một tí nào. Thành ra là Vậy là tốt rồi. vâng, nhưng mà em chưa chưa làm nhân vật bao giờ cả. Hồi đi học thì có học Zero ở ở trường làm thử nhân vật, nhưng mà kiểu nó không không ai hướng dẫn mấy. Ở trường thì cái ngành em học nó là ngành ngành không ngành 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 phim là chính, nên là nó không có mấy cái chuyên về ZBrush, thì cái đấy em tự học, với cả nó có một cái tiết gọi là tiết ZBrush kiểu như làm quen thôi, nên là em cũng không học mấy. Thì em tham gia khóa học này em muốn làm nhân vật, mà kiểu tự làm một cái nhân vật của riêng mình, nên là em Những tham gia khóa học vậy ạ. Vâng. cái phần mềm như là Maya Zero thì em cũng biết đúng không? Vâng. Ho dữ vậy. Bị Covid cái phòng không à? không em đi khám, em có đi test rồi nhưng mà nó âm tính. đi Ờ. À. khám đi khám thì người ta bảo là kiểu như là em bị dị ứng phấn hoa. Em đang ở Nhật, thành ra là bị dị ứng phấn hoa, đến cái mùa này nó bị dị ứng phấn hoa, thì cái dịch dịch ở trong mũi nó bị chảy xuống họng ấy, thành ra nó bị kiểu như là bị ngứa họng ấy, thì nó ho nhiều ạ. Chứ bao giờ hết hết khỏi cái mũi thì nó mới khỏi được cái họng. Em ở bên Nhật là em làm việc ở bên Nhật hả? Vâng. Bây giờ học viên của mình cũng bằng mấy bạn trẻ mà cũng đi du học hay đi ra ngoài làm nhiều quá ha. Bây giờ cái cơ hội có vẻ nó mở cửa nhiều, bị lỡ mất cái bước chuyển đó rồi. Học bên này thì em nói thật là học học ở Việt Nam còn hơn nhỉ. À, vậy Học bên này nó tùy trường, nhưng mà đa số là kiểu thực sự thì phải tự học là chính là nhiều, mà học phí rất đúng rồi, học ở bên mấy đắt. trung tâm ngoài các thứ, họ họ theo kiểu là bắt học viên tự học nhiều lắm, Tự chứ học là họ chính á. không có kiểu giống như cầm tay chỉ việc như Việt Nam đâu. Việt Nam mà đi học là giáo viên là tận tình nhất trên đời rồi đó. Thành Mấy ra cái là lớp của mấy ông nước ngoài vậy trời, mấy ông học giống như kiểu mày thích học thì học, không thích thì thôi. đúng 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 kiểu ấy luôn ạ. Lên lớp thì nếu mà không học thằng nào ngủ thì kệ mày, Đúng gặp rồi. gặp thầy cô nào dễ tính, không phải dễ tính mà khó tính, thì cứ như nhiệt tình một tí thì người ta gõ đầu này, bắt học này. Cảm ơn em. Rồi bạn Sơn Trương. Hello anh Nguyên, hello mọi người. Mình tên là Sơn, mình đang sống và làm việc ở Hà Nội. Thì em này em làm diễn họa kiến trúc được 4 năm rồi. Em sinh năm 94. Phần mềm trước đây em sử dụng thì chủ yếu là 3D Max rồi. Thì ZBrush và quy trình làm game thì em chưa có được tiếp cận bao giờ. Thì em muốn thích thì em thử sức mình xem sao.
Em chỉ hỏi kiến trúc là mình học đến kiến trúc ra Vâng, em học kiến trúc vào đại học xây dựng. Alo. ok, nghe rồi, Ok. chưa làm nghe bao giờ, bây giờ muốn thích thích kiểu thử cho biết thôi hả, hay là mình muốn chuyển qua làm luôn? Muốn chuyển qua làm luôn Ok, thì mình làm ok. bên việc mà kiến trúc thì mấy cái mà modeling các thứ ở bên chắc là 3D Max. Vâng, 3D Max chủ yếu là dựng nhà cửa kiến trúc đấy, chứ chưa có đụng đến nhân vật hay character gì Yeah, hiểu rồi. ạ. Ok, thank you anh, thank you mọi người. Ôi, em. Ủa, nãy giờ không thấy bạn nào quăng cho cái concept nào hết mà mọi người nhớ tìm concept quăng lên trong lúc nói chuyện nha, cho nó đỡ mất thời gian nha. Rồi tiếp theo là bạn Khải Nguyễn, bạn Khải Nguyễn có đây không ta? Hình như là chưa. Xem thử coi phải đâu mất tiêu rồi, chắc là bạn vắng mặt bữa nay. Như vậy là tiếp theo là bạn Hoàng Thế Cường. Ồ, có bạn Hoàng Thế Cường luôn, vậy nếu mọi người không biết ta. Có, tại vì bữa nay mình đáng lý mình học cái lịch là thứ tư thứ bảy, và bữa nay mình lại có cái buổi mình dời qua thứ hai, cho nên là sợ chắc có nhiều bạn không biết cho nên là lỡ mất. Ui, có bạn nào úp cái hình Winner World này. Winner World ngày xưa mình cũng say đắm với Winner World này suốt 3 4 năm. Rồi bạn Thủy Tiên đi, Thủy Tiên. Hello mọi người, em 21 tuổi, em học vào hệ trường kiến trúc. Nào giờ em học 2D với Illustration thôi, chưa học 3D. Mà em muốn học để làm nghiêm túc luôn, chứ thời gian chơi bời sinh viên em sắp hết rồi. Ủa là sao? Em muốn học để làm nghiêm túc luôn, thời gian chơi bời sinh viên em sắp hết rồi. Em chưa hiểu ý của cái câu này lắm, hai câu này hình như nó đâu có liên quan gì với nhau đâu, phải không? À, tức là mình cảm thấy chơi chán rồi, chán rồi, chuẩn bị sắp hết thời gian chơi, bây giờ phải lo rồi kiếm việc làm việc nghiêm túc. Em là em gái của Uyên phải không? Uyên nó kêu là nó bắt em đi học để về ngồi cày freelance phụ cho nó, nhưng nó nhiều việc quá nó làm không hết. Làm rồi nó nhận em vô, nó tuyển em vô, nó trả lương cho em mà, đúng không? Bóc lột quá, chứ gì đó lo bóc lột em gì ra rồi. Ok, cảm ơn em. Rồi tiếp theo là bạn Chân Bùi, bạn Chân hey, mọi người em là Chân, 21 tuổi, em là sinh viên thiết kế đồ họa, em đang bị ho. Okay. Sinh viên thiết kế đồ họa mình ở ở Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội hay là ở đâu? Ok em. Em bữa sau mà hết ho là mình nói nhiều hơn ha. Đây ho tạm 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 cho chat, sau là phải nói.
Rồi bạn Hiệp Dương có thể cắt cái hình bỏ lên cái phần bên bên group chat của lớp, thì để cắt cái hình ra thì mọi người có thể sử dụng cái phần mềm này. Trong Windows mình có sẵn là mình bấm ví dụ như mình muốn cái hình này đúng không? Cái hình này mình lên mình coi thấy cái hình này mình có thể bấm phím là Shift với lại nút Windows với nút S. Nó sẽ ra một cái công cụ như thế này, công cụ mặc định của Windows là nó có sẵn luôn. Xong mình quẹt qua cái hình này cái. Đấy. Xong mình bấm qua cái bên phụ chat thì mình bấm mình V vô. Đấy. Thì cái hình concept mình bỏ qua cái group chat trên Facebook nha, mình có để đây tại vì anh mở lên nó hơi phức tạp. Qua bên kia chỉ cần cầm cái hình nắm quăng vô cái PureRef này là được. Rồi bạn Nguyễn Tấn Sang. Dạ, xin chào anh. Hello. Alo Hello. Mic alo em có rõ không nghe rõ rõ anh? Dạ, chào anh, chào mọi người. Em là em Sang, hôm nay là 30 tuổi. Em đang sống ở Sài Gòn. Thì trước là em là ra trường là ngành tài chính. Xong rồi em kiểu chán xong rồi có duyên rồi xong em xin vô được VTC Game, rồi từ đó là em chuyển sang ngành thiết kế luôn, và em làm từ đó đến nay là từ đó đến giờ là làm lên từ design xong rồi em lên UI UX, và hiện nay em làm chính là UI UX. Kiểu như em cũng ghiền mấy cái game như anh Nguyên hay chơi như Sim World rồi anh, mà em cũng rất là thích mấy cái kiểu concept model lại mấy cái việc diễn học của nó. Mà em thì kiểu như cũng không biết vẽ tay, không vẽ tay được anh, chưa chưa bao giờ vẽ tay được á, nhưng mà em rất thích làm cái này nên em tham gia khóa học, mục đích là em thích làm cái này với lại muốn phát triển bản thân lên cái hướng 3D hơn anh. Thì muốn muốn chuyển qua 3D luôn. Ừ. Dạ. Bên VTC Game, VTC Game là nó làm về game 2D hả em? Dạ, em là 2D. Mà ngày trước là họ mua game, còn em là bên bộ phận làm về landing, trailer, kiểu mình quảng cáo anh, còn vẽ thì mình không vẽ, mình không có vẽ ra game. Mình quảng cáo để mình chạy game thôi. Hiểu rồi. Thích Summoner World thì có điểm chung với anh rồi. Bây giờ anh hết chơi rồi. Còn chơi Em vẫn còn chơi anh, không? nhưng mà giờ em cũng nghĩ em lúc mà em tham gia khóa học đăng ký khóa học anh lại nghỉ chơi nữa là không có thời gian làm bài Chơi này đâu mất thời gian đâu, bấm nó tự làm nó đánh hết rồi. dạ. Nó có cái bây giờ nó có mấy cái đánh trực tuyến anh, real time anh, đánh giữa người chơi với người chơi anh, để có những cái hình như hình em gửi Được là những cái skin đặc biệt á, nó rồi, càng lên được đó nè, cài vô hả? dạ Ồ, cái đó là đánh lúc tốn thời gian cũng có vô đánh nhưng mà anh đánh không lại người ta nên không đánh luôn. Ok cảm ơn em. dạ Rồi tiếp theo bạn Xuân Thịnh. Dạ, alo. Alo. À, em chào mọi, em tên là Xuân Thịnh. À, em sinh năm 2003, đang là sinh viên của ngành thiết kế đồ họa trường Đại học Hoa Sen. Bên, bên trường Hoa Sen học thiết kế đồ họa là có học về 3D không? Có, ở bển có nghe ngành Digital Art có là về mảng 3D. À, em được học cái phần 3D đó chưa? Chưa, em mới năm nhất rồi. À, chưa học tới đúng không? Học trước. Mình thích làm học về làm về 3D hả? Yeah. Định hướng sau này có tính làm 3D artist Trời, bây giờ tôi không? Ok em.
Cảm ơn em. Tiếp theo, Lý Bí. Lý Bí này tên này phải tên thật không? Em chào anh Duy, em chào mọi người. Em là em tên Ngọc nhưng mà mọi người hay gọi em là Bí. Hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, làm tester vehicle. Không biết hai cô ở làm công ty gì? Dạ, em làm ở Class S chung công ty với anh Long. Thêm một bạn lát ít làm với Hiện hai tại cô mấy chị dạ hiện tại nói chuyện sang cái lớp nên em đang ký lớp của anh Minh. Rất vui được học cùng với mọi người. có thể làm bên vehicle được lâu chưa? Dạ em làm được 1 năm. Năm lần ngày xưa mình có phải tham gia cái lớp training của bên đó Dạ đúng rồi. không? Như cái lớp training đó là đã hết 6 tháng rồi đúng không? Không em mới đang học chỉ có 3 tháng thôi tại vì em làm tiết chứ em không có học module nhiều. Ồ, vậy hả? Vậy có làm modeling không? Bây giờ chỉ về tích chơi thôi hả? Dạ em làm bên phần UV và tiết chứ. Làm UI với tích chơi thôi. Lạ vậy ta. Làm gì cũng kể cũng hơi buồn à. Bây giờ em mới đăng ký lớp của anh để học thêm. Còn nhưng mà mình có biết mua đồ không? Không làm không biết luôn. Có em viết qua được cơ bản Ok. Cảm ơn em. Tiếp theo là bạn Dương, Dương Hiệp, Hiệp Dương. Ủa đâu rồi, hồi nãy có đây mà không, bây giờ đâu mục tiêu rồi à. Nghe. Nghe. Chứ là mình chưa chưa hề có học qua hay là làm qua hay biết qua gì về cái 3D hết nào. Biết là SFA là mình làm bên Maya hả? Không biết nhiều là mình tự học hả? Hưng Yên là học ở mấy thầy ở ngoài Bắc là mình học kiểu online hả? Ok. Okay, cảm ơn em. Rồi bạn Minh Anh, Dạ alo. alo Chào alo mọi người ạ. Alo. Chào mọi nghe người ạ. Mình xin tự giới thiệu, mình là Phạm Trần Minh Anh ạ. Năm nay mình 18 tuổi. Mình theo học ngành này chỉ là muốn tìm hiểu thêm với nói chung là để hiểu biết thêm nhiều thôi. Ok, thêm cho biết mình có mình đang học 18 tuổi là đang học đại học đúng không? Học trường gì, ngành gì? Học trường cao đẳng mỹ thuật Đồng Nai, ngành thiết kế đồ họa. Ok. Yo, cảm ơn mọi người. Có luôn sắp học thiếu hai bạn. Khải Nguyễn với bạn Hoàng Thế Cường.
Không, hai bạn đó có gì à? Để mấy bạn cập nhật thông tin sau rồi à, tiếp tục ha. Thì à, ngoài cái group Facebook của mình thì mình còn có một cái group nữa là cái group bên Discord, có một cái server Discord này, thì lát nữa mình sẽ gửi link cho mọi người để mọi người tham gia vô group này. Nhưng mà cái group này thì hiện tại nó chẳng có hoạt động gì hết á, mình chẳng biết làm cái gì với nó hết. Giống như là bây giờ hiện tại đang là cái chỗ giống như là để lưu lại thông tin của các bạn học viên của mình thôi, chứ còn cũng không biết làm cái hoạt động như thế nào để cho cái group này nó sôi động hết. Trong này hiện tại nó không có gì hết ha. Thì mình sẽ tạo một cái phần riêng cho cái lớp mình ở đây, mình lưu những cái thông tin quan trọng trong này thôi. Tức là thí dụ như những cái link phần mềm, rồi link lớp học, rồi link của cái playlist video trên YouTube, một số những cái concept hoặc là những cái tóm tắt của từng cái buổi học đó, chỉ có vậy thôi để cho mọi người dễ theo dõi hơn, tại vì nếu mà chat lên Facebook nó dễ bị trôi lắm. Có một cái group Discord như vậy. Thì hôm nay bây giờ mình vô giới thiệu với mọi người về cái phần mềm tìm nó lại. Thì chắc là phần lớn cũng phần lớn chưa biết Zero. Tùy lớp, có những lớp mà mình cũng có những lớp mà vô cái là mọi người đã biết hết phần mềm, biết hết Zero, biết hết Maya, biết hết Sultan luôn rồi. Có những lớp thì phần lớn các bạn là chưa biết. Rồi thì đây là phần mềm Zero ha, khi mình mở lên thì nó sẽ như thế này. Thì ở đây mình sẽ tạm thời mình sẽ có một cái phần cái bảng này gọi là cái lightbox. Cái lightbox đây mình có một cái nút ở đây, mình có thể bật tắt cái lightbox này đi cho nó tốn đỡ tốn chỗ nha. Thì trong cái bảng lightbox này nó có gì thì nó sẽ có những cái dự án, những cái project mà mình làm, những cái file mình gọi mở lên gần đây đó. Rồi mình sẽ có thêm những cái công cụ của Jira nó cho thêm mình, hoặc là mình đóng những cái cọ khác hết, rồi texture, rồi chất liệu alpha, nó có nhiều thứ lắm ha. Thì hầu như là mình sẽ không có dùng ở trong này quá nhiều đâu. Mình mở cái lightbox này lên thì mình thường chỉ dùng để mình lấy cái này thôi, lấy một số cái model base thôi. Tức là đây mình sẽ có cái default project, tức là cái dự án gọi là cái một cái cục sphere cơ bản để mình có thể tự cục sphere mình làm mọi thứ. Bây giờ mình chỉ việc mình nhấp đúp vô trong cái default project, mình nhấp đúp vô đó, nó sẽ mở ra cho mình cái này ha, sẽ mở ra cho mình một cái cục tròn quay như thế này để mình bắt đầu mình có thể muốn cấp cái gì mình cấp. Rồi thì ở trong Jira thì đầu tiên là cái cách mà nó sẽ di chuyển ra trên này, thì mình sẽ có là cái phím chuột phải ha, chuột phải này để mình xoay cái view của mình, xoay cái view này. Rồi mình sẽ có cái phím là nắp cái chuột phải để mình dời cái khối của mình qua lại ha, như thế này. Và thứ ba nữa là mình sẽ có cái thao tác để mình zoom ra zoom vô trong cái khối cầu này, cách là mình sẽ chữ phím on, xong mình lít chuột phải, xong mình bỏ cái phím on ra mình zoom này. Cái thao tác này nó hơi rối và nó hơi khác đời khác thường chút xíu so với mấy cái phần mềm khác, nhưng mà mọi người chịu khó tập làm quen lắm thôi. Là mình giữ phím on, xong mình giữ chuột phải, xong mình bỏ phím on ra để mình zoom đó. Thì bằng cái cách này thì mọi người có thể di chuyển ở bên trong cái view reverse của mình. Thì ở đây mình sẽ có cell file ha. Cell file ở đây bên reverse thì nó hơi khác biệt chút xíu, tức là bên phải cái vùng nhìn của mình sẽ có một cái thẻ là tool nè, tool nè đó, nó có thể là mình lít vô cái dấu này nó có thể mở ra mở vô. Thì nếu mà ai mà mở lên mà không có cái bảng này thì mọi người có thể tìm nó bên đây đó, nó là cái thằng này, nó là giống như nhau. Thì bên này mình sẽ có một cái nút cell s ha. Thì mình cell file ở đây, đây muốn đặt tên là đặt gì thì đặt, thì cái đuôi của nó là chấm ztl, tức là viết tắt của chữ gtool đó. Mỗi cái model ở bên trong Jira nó sẽ gọi là gtool, nó gọi là tool ha, nên nó sẽ ra cái file gtool. Thì ngoài cái cách save này ra, nó còn một cái cách save nữa là mình save giống như những phần mềm khác, giống như mình sẽ mở cái phần file này, sẽ có cái chỗ để save s ra à. Thì save cái này thì nó sẽ save ra một cái đuôi định dạng gọi là zpr, tức là save nguyên cái project của mình luôn. Thì có hai cách save, nhưng mà khi mà mình học trong lớp mình thì mọi người chủ yếu là save bên cái phần này ha, save với cái gtool nha. Save với project thì thứ nhất là nó sẽ nặng hơn, tại vì nó có nhiều những cái setting khác ở trong đó.
cho nên là cái file nó sẽ nặng hơn, up lên up xuống để qua gửi lại nó cực hơn. Với cái thứ hai nữa là khi mà mình mở cái Zitool lên thì những cái setting mặc định của mình ở đây nó bị thay đổi hết, thì trong lúc mình sửa bài cho mọi người nó sẽ bị hơi hơi phiền phức chút xíu, nó mất thời gian chút xíu, cho nên mọi người chịu khó xem cái Zitool này cho mình nha. Đó, đó là sale file. Rồi tiếp theo là đây mình sẽ bắt đầu, mình có thể mình scope cái gì mình scope thì mình sẽ có, mình để cái bút của mình lên trên màn hình thì mình sẽ có một cái chấm đỏ như thế này. Đấy, và mọi người cứ việc ấn cái cọ vô là nó scope lên thôi. Thì mọi người cứ tưởng tượng giống như mình chơi đất sét thôi, cứ muốn scope cái gì mình scope. Rồi mình xoay xoay có thể vẽ như thế này. Thì tốt nhất là mọi người nên sử dụng cái bản vẽ tablet để mình scope ZBrush. Mình dùng chuột cũng được, không có vấn đề gì hết. Ngày xưa mình lúc mình mới học gì đó mình cũng dùng chuột, mình cũng cấp được, nhưng mà nếu mà mọi người muốn phát triển lâu dài thì nên đầu tư cái bản vẽ rẻ thôi. Bản vẽ thì bây giờ nó có mấy cái hiệu của Trung Quốc, Gaomon, Hunon gì đó, nó có mấy trăm ngàn cái bản vẽ. Nên nếu mà muốn vẽ vời các thứ nhiều hơn thì nên đầu tư cái bản vẽ. Thứ nhất là nó có cái lực nhấn bút này, mình nhấn mình có thể nhấn mạnh nhấn nhẹ nó sẽ ra cái nét nó khác nhau. Thứ hai là khi mà mình vẽ như vậy thì cái nét của mình nó cũng sẽ dễ chính xác hơn là mình sử dụng chuột, cái nét của mình nó sạch hơn, thẳng hơn. Và thứ ba nữa là cổ tay của mình nó đỡ bị đau. Nếu mọi người scope bằng chuột cũng được, nhưng mà làm lâu quá thì cái cổ tay mình sẽ hơi đau. Rồi thì trên cái cọ này của mình nó sẽ có cái gì, đầu tiên là nó có chế độ đối xứng ha. Mình thấy có hai cái chấm đỏ, cái chấm đỏ mà có mấy cái vòng tròn bên ngoài là cái chỗ cọ mình đang để, còn cái chấm đỏ phía bên kia là nó lấy đối xứng. Thì để bật cái đối xứng này lên thì mình bấm phím x là bấm x thì nó chỉ có đi một bên thôi, nhưng mà mình bật phím x lại thì nó sẽ đối xứng vào hai bên ha. Đây, mọi người lúc mà vẽ mọi người nhớ bật cái x này lên. Thì bây giờ mình nói sơ về cái phần cọ ha. Cái phần cọ của mình thì nó sẽ có những cái gì, rồi ở trên này mình có một cái thanh gọi là history ha. History tức là mình cái lịch sử những cái thao tác mình thực hiện đó, tất cả mọi thao tác của mình nó sẽ được lưu lại. Nên là mình có thể kéo cái thanh này để mình trả về gốc, mình back lại một hai bước gì đó, thì ngoài cái thanh đó mình kéo thì mình có thể bấm bình chân Z cũng được, giống như những phần mềm khác. Rồi thì trên cái cọ của mình sẽ có một vài những cái setting như thế này. Đầu tiên là cái cường độ của cái cọ ha. Mình có thể thay đổi thông số đây để mình thay đổi cái độ mạnh nhẹ của cọ. Mà thường cái thông số này thì thường những cái bạn mà xài chuột á, thì mới cần phải thay đổi cái này nhiều. Chứ còn nếu mình xài bút thì mình có thể tập cho nó theo cái lực tay của mình, cho nó đỡ mất công phải chỉnh. Thứ hai nữa là một số trường hợp khi mọi người sau này mọi người xài những cái cọ đặc biệt để tạo ra chất liệu bề mặt thì mình có thể tăng chỉnh cái này. Tiếp theo bên đây mình có cái kích thước của cái cọ ha, mình có thể tăng cái kích thước to nhỏ khác nhau này. Thì ngoài cái cách này thì mọi người có thể bấm phím ngoặc vuông ở trên bàn phím của mình, ngoặc vuông ha, để mình tăng giảm cái kích thước. Thì một trong những cái tip để mà mình vẽ cho nó tốt đó là mình phải thường xuyên mình thay đổi cái kích thước cọ cho nó phù hợp với cái chi tiết mà mình đang vẽ nha. Chứ mọi người đừng có để một cái kích thước duy nhất mà mọi người vẽ từ đầu đến cuối, nó rất là khó. Đó, ha, vẽ rồi. Tiếp đến là mình sẽ có cái phần focal shift. Focal shift thì mọi người thấy là khi mà mình thay đổi focal shift, cái hai cái kích thước của cái vòng tròn của bên trong nó thay đổi, thì đây chính là cái tiết diện của cái đầu bút của mình đó. Thì nó sẽ có cái vòng tròn ở ngoài, đó là cái phần phía trên của cái bút, và cái phần tròn nhỏ trong chính là cái đầu của bút. Nếu mà mình để cái kích thước nó bên trong nhỏ thì nó sẽ là cái bút nhọn, còn nếu mà mình để kích thước nó bự thì nó sẽ là cái bút vuông. À, thì cái nét nó sẽ ra khác, nó cứng với nó mềm khác nhau. Còn mặc định thì nó sẽ là số 0 trung bình. À, tiếp theo bên này mình có chế độ là GS với G-sub. G-sub tức là nó thay vì nó đắp lên thì nó là khác vô. Thì mình có thể để phím GS nè, mình làm đắp ra, nhưng mà bấm thêm cái phím on thì nó sẽ đẩy cái khối vô như vậy. Ngoài ra là mình có những cái chế độ là MRGB tức là chất liệu và màu sắc ha. Thì tạm thời mình sẽ chưa cần quan tâm đến này. Mọi người có thể thay vì mình GS thì mình tắt cái GS đi, mình để vào cái chế độ RGB là mình có thể tô màu luôn. Đó, mình thấy tô màu cho nó ha. GS đó. Thì đó là những cái cơ bản của cái phần cọ của mình. Tiếp theo phía bên này thì mình sẽ có những cái biểu tượng ở đây. Thì cái đầu tiên này chính là những cái cọ của mình. Trong này nó có rất là nhiều loại cọ. Lát nữa mình sẽ giới thiệu cho mọi người 6 cọ cơ bản để mọi người sử dụng thôi. Chỉ cần 6 cọ cơ bản là mọi người có thể làm được mọi thứ rồi.
Tiếp theo là cái phần này, nó là cái cách mà cái cọ này nó được vẽ ra như thế nào ha, thì nó sẽ có theo kiểu chóc, tức là mình quẹt cái này là cái chóc và một cái nét cọ. Rồi cách thứ hai là mình sẽ drag, rectangle, tức là nắm và kéo, kéo thì mình có thể kéo cho nó bự lên thôi. Mình cứ ghi cái chỗ mình lít vô nó sẽ là cái tâm, mà mình kéo ra thì nó sẽ tăng dần kích thước lên. Mà ra là nó có cái kiểu là rác là nắm di chuyển vị trí đó. Còn mình có mấy cái phần ray này, tức là nó sẽ làm ngẫu nhiên lên, nó rải các phần ngẫu nhiên cho mình. Đó là những cái cách mà cái mỗi cái cọ nó tương tác như thế này. Rồi tiếp theo mình có cái phần alpha này. Alpha này chính là cái hình dáng của cái đầu cọ. Ngoài cái chuyện là cái đầu cọ tròn thì mình có thể thay đổi những cái đầu cọ của mình theo những cái hình dáng khác nhau. Cái này gọi là alpha, có những cái hình dáng đầu cọ khác nhau ấy. Thì mình chưa có cần làm tới, ví dụ như mình muốn vẽ ra cái mũi tên này, mình nắm kéo nó sẽ ra cái mũi tên. Rồi trước mắt thì mình sẽ chưa có đụng chạm gì đến cái này nhiều. Rồi ở dưới này nữa thì mình sẽ có cái material, tức là cái chất liệu, cái cục chất liệu của mình có thể thay những cái cục chất liệu khác, hay mình có thể thay qua cục kim loại, mình thay qua cái cục đất sét như vậy ha. Có nhiều cục khác nhau mà mình có thể về thử chọn cái cục nào cảm thấy thích. Thì để mình sculpt cho nó dễ thì thông thường mình sẽ chọn cái cục basic material thôi, hoặc là cái cục blin ha. Nó sẽ có cái độ bóng, cái cục basic thì nó không có bóng, nó hơi nhám, còn cái cục blin này thì nó hơi bóng hơn một xíu. Thì lúc mình sculpt mình chủ yếu mình dùng hai cục này. Rồi dưới đây thì mình có thể thay đổi cái màu này, mình chỉnh màu gì đó, mình muốn dùng cái màu nào mình dùng, mình để cái màu cho nó. Rồi tiếp theo đó là mấy cái phần cơ bản thôi, thật ra là chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ để sculpt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách mà mình có thể tạo, mình có thể dùng những cái cọ khác nhau để mình làm việc thôi. Đầu tiên là cọ standard này. Cọ standard này như nãy giờ mình thấy mọi người thấy mình làm, mình cứ đáp lên là mình quét vô đáp lên các thứ bình thường ha. Thì để mà mình chọn nhanh một cái cọ nào đó trong ZBrush ấy, thì mình sẽ có cách như thế này. Đầu tiên là mình bấm phím B, B bò, nó sẽ mở ra cái bảng cọ này cho mình. Thay vì mình lướt vô đây thì mình bấm phím B ha, phím B. Rồi ví dụ mình muốn cái cọ standard của mình thì mình bấm phím S, tại vì chữ standard là chữ đầu tiên, chữ cái đầu tiên đó là chữ S là standard. Rồi mình kiếm đây, trong standard nó sẽ mỗi cái cọ nó sẽ có một cái chữ cái màu cam ở phía trên là cái chữ T, đối với standard là chữ T. Cho nên là khi mình muốn chọn cái cọ này đó, mình sẽ bấm nhanh tổ hợp ba cái tên của nó. Thì đối với cọ standard mình sẽ bấm là BST, mình sẽ ra cọ standard. Có một cái cách khác nữa là mọi người có thể tự cài phím tắt. Tự cài phím tắt thì mọi người sẽ bấm nút Alt Shift, không phải, Control Alt mình click vô, Control Alt cái gì ta, mất tiêu rồi, đúng không? Lâu quá không cài phím tắt luôn, mất tắt tắm luôn. Đúng rồi, Control Alt Tab. Control Alt Tab thì mình có thể, thay vì mình gõ tên, mình có thể Control Alt Tab mình lấy vô cái cọ này. Nó sẽ hiện ra cái dòng chữ ở trên góc bên trái màu trắng ha, góc trên bên trái đó. Rest any key combination, tức là size custom hotkey ha. Thì mọi người có thể cài phím tắt vô cho từng cọ riêng. Thì khuyến khích mọi người là nên cài phím tắt theo kiểu là số, phím số 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là F1, F2, F3, F4, F5 ha. Chứ mình đừng có cài vô những cái phím chữ, bởi vì nó sẽ bị trùng với những cái phím tắt có sẵn của ZBrush. Còn ở đây mình không cài gì hết, mình để mặc định, lúc nào mình xài mình cũng để mặc định hết. Thì mình chỉ cần nhớ cái tổ hợp phím thôi. Đầu tiên là phím cái cọ standard, tiếp theo là mình sẽ có cái cọ mu. Thì cái tổ hợp phím của nó là BMV đấy, nó sẽ ra cái cọ mu như thế này. Bấm chậm này, B để mở cái bảng cọ này. M là bởi vì cái cọ mu thì cái phím, cái chữ đầu tiên là chữ M. Mình coi trong cái phím màu cam, cái chữ màu cam là chữ V, mình bấm nhanh là BMV. Thì cái cọ mu này nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng là nắm khối mình, nó kéo đấy, mình có thể nắm lên mình kéo ra như thế này. Rồi đó là cái cọ mu. Tiếp theo mình sẽ có cái cọ smooth để mình chà cái khối đi. Chà khối đi thì cái phím này mình không cần phím gì hết, mình chỉ giữ phím shift thôi là nó sẽ chuyển sang cái cọ smooth ha. Đây thì cọ smooth này nó sẽ làm cho cái khối mình nó êm và nó láng lại. Rồi tiếp đến nữa là mình sẽ có cái cọ clay B, C. Nó sẽ có hai cái cọ clay là mình hay dùng, đó là cọ clay build up và cọ clay tip.
cái cỏ clay tuyết thì nó sẽ cái khối nó sẽ rất là cái khối nó rất là cứng, cái cỏ rất là cứng này. Này nó hơi thiếu lưới. Ở đây mọi người nhìn thấy nó có mấy cái vân ở trên này, tức là cái này là cái lưới, cái đơn vị đó. Để mình hiện cái lưới thì mình bấm Shift F, mình bật cái lưới lên đó. Cái này là cái đơn vị của cái khối modeling của mình, cái khối polygon của mình. Thì bởi vì cái lưới nó rất là ít, cho nên là khi mình đi cái khối cọ này vô nó không có lên được cái chi tiết cao hơn, nó không lên chi tiết rõ không được, bởi vì cái lưới nó chỉ có giới hạn như vậy thôi. Thì mình muốn tăng cái lưới này lên thì tạm thời nha, tạm thời mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là mình bấm cái nút này, cái nút mà có cái hình lượng sóng này gọi là cái nút scope trick. Cái nút này là khi mình đánh vô chi tiết thì tự động nó sẽ tăng cái lưới lên chỗ đó, chà đi thì nó sẽ tự động giữ shift mình chà xuống thì nó tự động giảm lại. Thì tạm thời mọi người khi mọi người scope trong những cái phần đầu tiên thì mọi người cứ bật cái công cụ này lên để mình dùng. Thì cái công cụ này mình dùng lâu đó, nó sẽ bị lắc, nó làm cho cái máy của mình nó hơi giật, cho nên là mọi người chỉ tăng khi nào cảm thấy nó thiếu quá thôi thì mình thì tăng lên, còn không thì mình xài phòng nhớ tắt nó đi cho nhẹ bớt đi. Đấy, thì cái cọ clay tuyết này cái tác dụng của nó là đánh ra cái vệt cọ rất là cứng. Còn ngoài ra mình có cái cọ clay build BCB. Đấy, thì nó sẽ đánh ra cũng gần giống như vậy luôn, nhưng mà khác ở chỗ là hai cái đầu hai bên của cái cọ nó sẽ chuyển êm vào cái khối của mình hơn. Đó, hai cái đầu hai bên này nó chuyển êm vào cái khối của mình hơn. Thì tại sao lại có cái cọ clay như này, là bởi vì người ta sẽ làm hoạt động theo cách giống như người ta chơi đất sét, người ta đắp từng lớp lên. Thì một số người ta thích dùng cái cọ này bởi vì nó tạo ra cảm giác giống như lúc như người ta đắp đất sét, và nó để lại cái vệt cọ, nó để lại cái vệt cọ nhìn nó, một số người thì họ sẽ thấy là cái này nhìn nó ạt ạt, nhìn nó có vẻ nó nghệ sĩ rồi thứ đó. Đó, nó ra cái mấy cái vệt này. Cho nên là mình thường hay dùng cái cọ clay này để mình đẩy cái khối lên cho nó nhanh. Tiếp đến là mình sẽ có cái cọ là cọ đam. Cọ đam, mình đa lát nữa mình sẽ recap lại cái cọ này cho mọi người sau ha. Cọ đam, đa thì bấm D. D. Đấy, thì mình sẽ coi cọ chữ S, B, D, S. Cọ đam, sơn đam, sở dĩ nó có cái tên đam là vì của một cái ông tên là Đam Nghiên thôi. Thì cái cọ này mình dùng để mình quét mấy cái rãnh này, cái rãnh này cho nó sắc nét, đó, nó sẽ rãnh xuống. Hoặc là mình có thể dùng, mình giữ phím on để mình nhấn cái G này, cái G nó sắc nét. Đó. Thì cái cọ này cũng rất là hay sử dụng để mình lên những cái chi tiết, những cái rãnh hay những cái G nhỏ. Rồi tiếp đến nữa là cái cọ hard polish, cái cọ cuối cùng của mình là cọ hard polish B H B BHP phở. Cái cọ này nó sẽ làm cho cái bề mặt của mình nó phẳng. Đấy, mình chào hồi thì cái bề mặt của mình nó sẽ phẳng. Nó phẳng lại ha. Đấy. Để mình dùng để mình chà những cái bề mặt cho nó sạch. Nó sạch và nó cứng lại. Đấy. Đó, mình có thể chà như thế này để cho cái bề mặt của mình nó cứng lại ha. Thì mình sẽ có những cái cọ đó, mình là thống kê lại một phát nhé. Đầu tiên là mình sẽ có cọ là standard, còn đây là cọ bình thường, mặc định của nó cứ đắp khối lên giảm khối xuống thôi, thì cái phím tắt của nó là BST. Tiếp theo là cái cọ mu để mình nắm khối mình đẩy ra cho nhanh thì mình sẽ có phím tắt là BMV. Tiếp theo mình có cọ smooth. Thì giữ phím shift thôi là được. Rồi mình có cái cọ clay, clay thì nó sẽ có hai cọ tùy theo mọi người thích cái nào, clay new up hoặc là clay tuyết. Đấy, thì hai cái công tắc của nó, clay new up là B C B và clay tuyết là B C T. Rồi xong mình có cái cọ này để đắp khối lên cho nó nhanh ha. Thế là mình có cái cọ là dam standard. Phím tắt của nó sẽ là B, D, S. Rồi và cuối cùng cái cọ thứ sáu của mình là cọ hard polish. Cọ đam sanda này để dùng tạo ra mấy cái rãnh và mấy cái gờ. Hard polish để mình chà cái bề mặt cho nó phẳng đi, cứng. BHP. Cái cọ smooth này cũng là chà cái bề mặt cho sạch. Và cái cọ hard polish này cũng là chà cho cái mặt nó sạch. Chỉ khác là cái mặt hard polish này thì nó sẽ chà cho cái bề mặt nó phẳng ra luôn, phẳng theo cái một giống như là một cái mặt phẳng.
Còn cái smooth này thì nó sẽ chà theo cái khối của mình, nó chỉ làm cho cái chi tiết nó mất chi tiết, nó bớt chi tiết đi thôi ha. Đấy thì mình sẽ có những 6 cái còi này. Mọi người chỉ cần 6 cái còi này là mọi người có thể smooth được tất cả mọi thứ, giống như chơi đất sét vậy thôi, cái bộ công cụ cơ bản để chơi đất sét. Mình cứ quan niệm là cái mình làm giống như là mình chơi đất sét là được. Rồi thì bây giờ mình sẽ cái buổi đầu tiên của mình sẽ gửi cho mọi người cái hình này. Bài tập của cái buổi đầu tiên là mọi người về làm cho mình một hoặc là hai cái con cơ bản đơn giản như thế này thôi, một cái con nhỏ nhỏ làm nhanh ha, để mình coi coi mọi người làm được tới đâu, cái khả năng của mọi người tới đâu, và mọi người cũng làm quen với cái phần mềm Xerox, tức là những người mới chưa xài Xerox bao giờ thì nên tập làm quen với nó, cúp cho nhiều vô ha. Đấy. Thì nếu mà mình chưa có xài bao giờ thì mình sẽ cúp hai cái con đầu tiên này. Ở đây mọi người sẽ thấy là hai con này được tạo nên từ những cái khối rất cơ bản. Cái này dù mình có thể nhìn thấy, ở đây là con này nó là một cái khối hộp cho cái phần mặt, khối hộp. Ồ, phần thân của nó cũng là một cái khối hộp. À, cái tay của nó cũng là một cái khối hộp. Tất cả đều là khối hộp. Và mình làm sao để mình tổ hợp những cái khối hộp đó theo đúng hình và đúng tỷ lệ. Rồi tiếp đến cái con này nó là một cái khối trụ. Khối trụ, cái bụng của nó là một cái khối cầu. Đấy, cái chân nó là một cái khối trụ mà chỉ có cái đầu trên với đầu dưới nó to nhỏ khác nhau. Rồi trên đây cái phần ngực của nó cũng hai khối cầu. Và cánh tay của nó cũng là một khối trụ. Đấy, đó là từ những cái khối cơ bản như vậy để mình tạo ra những cái con này. Cho nên là mình cần phải tập cái bài tập đầu tiên để cho mọi người nhớ cách học ở trong lớp của mình. Thì để mình vẽ ra tất cả mọi thứ nó sẽ gồm có cơ bản nhất, nó gồm có ba cái thứ yếu tố như thế này. Ba thứ yếu tố như thế này thì đầu tiên đó là yếu tố về hình. Hình tức là hình dáng, hình dáng. Đấy, chẳng hạn như đối với cái con này thì cái hình dáng của nó này, cái hình dáng chính là cái đường viền ở bên ngoài của nó. Đó là cái hình của nó ha. Con này cũng vậy, cái hình của nó chính là cái đường viền bao bên ngoài, nó gọi là cái hình. À, hình thì mình có thể sẽ có giống như đây, mình có thể phân tích ra là mình sẽ có hình, cái hình tròn, hình vuông, hình tam giác, đó là gọi là hình. Và để làm nhân vật, một cái con nhân vật thì thật ra là mình cũng sẽ có cái hình ở bên ngoài như thế này, giống như ngày xưa mình hay vẽ người que chẳng hạn. Cái này hình vẽ như vậy là ta biết vẽ người rồi, đó là hình. Rồi tiếp theo, cái yếu tố tiếp theo là yếu tố về tỷ lệ. Rồi một cái khối hộp như thế này. Đấy, thì nó có thể là cái tivi, ví dụ vậy, nó có thể là cái tivi, cũng là cái khối hộp mình vẽ vô con tem và các thứ, nó là tivi thùng ngày xưa. Rồi cũng là cái khối hộp này, nhưng nếu mà cái tỷ lệ nó thay đổi thì nó có thể là cái tủ lạnh chẳng hạn ha. Rồi hoặc ví dụ như nếu mà cái tỷ lệ nó dài ngang hơn thì nó có thể là cái tủ tivi đó, để tivi lên, tủ quần áo hay gì đó. Cho nên mọi người thấy là cùng một cái hình chỉ cần thay đổi cái tỷ lệ thì nó sẽ khác, nên mình phải hiểu được cái tỷ lệ của nó. Chẳng hạn như đối với cái mặt người cũng vậy, ví dụ mình hay vẽ giống như trong cái lớp học cho con nít vẽ một cái mặt người, trên đó có hai mắt, một cái mũi và một cái miệng, đúng không? Đây là cái mặt người này ai cũng biết rồi, thì tỷ lệ nó không phải là chỉ cần đo mà nó còn là cái tỷ lệ tương quan, tức là cái vị trí tương quan của nó với nhau nữa. Rồi thí dụ như cũng là cái mặt nhưng mà mình vẽ nó không có theo tỷ lệ gì hết, đó thì cái này nó đâu còn là hình cái mặt người nữa đâu ha. Cho nên là đó, hai yếu tố quan trọng nhất, hình và tỷ lệ, thì mình học thì mình để ý những cái đó. Đối với cái con của mình thì mặc dù mình nhìn thấy là cái khối đó là cơ bản, nó là đơn giản thôi, nhưng mà để làm được đúng cái hình và đúng cái tỷ lệ này thì nó cũng là một cái yêu cầu nó hơi hơi khó đấy, không đơn giản nha. Thật ra thì tất cả những cái phức tạp hơn sau này nó đều là từ những khối cơ bản ra, chỉ là cách tổ hợp nó lại nó khó hơn không, nó nhiều lớp lang hơn thôi. Rồi và cái yếu tố thứ ba, sau khi mình đã làm tốt hai cái thằng này, lúc đó mình sẽ cần biết về cái cấu trúc. Chẳng hạn như cái con này thì cái hình vậy, cái tỷ lệ này, nhưng mà cái cấu trúc trong không gian của nó thì mình thấy này, đây là cái khối hộp, những cái khối hộp trên cái phần thân của nó, và đây là khối trụ, khối cầu, như vậy ha, tổ hợp nó lại với nhau.
thì là nó sẽ ra tất cả mọi thứ. Thì đây là cái nó nâng cao hơn, chẳng hạn như thí dụ mọi người nghe nó là làm nhân vật là học anatomy, thì anatomy thật ra nó chỉ là cái cấu trúc thôi, cấu trúc, mà thật ra anatomy nó gồm cả ba thứ này, cũng cả hình, cả tỷ lệ và cấu trúc luôn, là anatomy. Chứ pha anatomy là cứ mở vô cái là ngồi nặng cơ, nặng xương, nặng cơ bắp, bụng phụ, bụng sáu múi, là anatomy, không phải nha. Rồi còn ai mà cảm thấy tự tin hơn thì mọi người có thể chọn mấy con ở dưới này cho nó khó hơn để mọi người làm. Ở dưới này thì mấy con này nó khó hơn. Thì nhưng mà thật ra nếu mà để phân tích ra thì nó cũng chỉ là những cái khối cơ bản thôi. Ví dụ mình đây mình phân tích là cái khối này. Nó cũng là một cái khối trụ nhưng mà nó có ba cái kích thước tiết diện khác nhau thôi. Cũng là một cái khối trụ thôi. Rồi ở đây là cũng là một cái khối cầu này, nhưng mà cái mặt bên hông này nó bị vạt đi. Đây là cũng là một cái khối tròn thôi nhưng mà nó dài, nên thay vì nó tròn nó hơi dài giống như bầu dục. Rồi cái bụng của nó cũng vậy, là một cái khối tròn, cái đuôi của nó thì nó cũng gần giống như cái khối trụ, chỉ có cái đầu bên này nó nhỏ lại. Nó cũng là từ cái khối đó mình phân tích ra và cái cách tổ hợp của nó phức tạp thôi chứ không có gì khác hết. Rồi bây giờ mình sẽ demo thử cho mọi người coi cái cách mình làm việc của mình xuất ra cái con này. Thì nó đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ tắt cái tích đi rồi. Để mình xoay á, mình xoay mà nó cho trong Giro mình xoay về đúng cái góc. Thì mình có thể giữ thêm phím shift, lúc mình xoay mình giữ phím shift thì nó sẽ chuyển về đúng cái góc luôn. Nó không có bị ngẫu nhiên như thế này. Rồi xin ha. Bây giờ mình sẽ dùng, đầu tiên là mình dùng cái cọ đam standard để mình nhấn. Cái cọ đam standard là để ngoài cái chuyện làm cái rãnh thì nó còn dùng để mình nhấn những cái đường giống của mình. Những cái đường giống tức là những cái đường mà cơ bản, những cái đường mà để xác định cái hình dáng của nó đó. Có thể giống như thế này, và mình sẽ dùng cái cọ hát polish, để mình chà những cái bề mặt cho sẵn để tạo thành nó thành hình vuông. Thì thật ra là trong Giro nó cũng có sẵn cái hình vuông rồi, không cần phải làm cái kiểu này cho nó phức tạp cuộc đời, nhưng mà mình muốn giới hạn cái công cụ lại cho mọi người, để mọi người không có bị phải nhớ quá nhiều thứ, cứ làm giống như chơi đất sét vậy. Nó giờ có cục đất sét hình tròn thì mình chơi với cục đất sét hình tròn. Mình dùng cọ hát polish để mình chà cho tất cả những cái mặt xung quanh nó vuông hết. Ví dụ rồi, dùng thêm cái cọ vuông này BMV để mình kéo lại cho cái hình vuông của mình nó đúng, nó bằng hình vuông nó bằng nhau. Đấy, xoay nhiều góc ha, và mình kéo ha. Nhớ là thường xuyên tăng tăng giảm cái kích thước của cái cọ để mình có thể vẽ được những cái chi tiết to nhỏ. Đấy. Rồi ví dụ như đây là cái đầu của nó, cái đầu của nó ha. Đấy, thì mọi người không có cần phải làm nó quá sạch đâu, miễn là mình coi về cái hình dáng và cái tỷ lệ nó đúng. Ngoài ra mọi người có thể để cái góc độ nó gần giống với cái hình của mình này. Rồi mình có thể từ cái này mình có thể đẩy ra tiếp, mình kéo xuống cái thân, kéo xuống cái thân này. Đấy, để cái vị trí nó tương đương. Đấy, thì khi mà mình kéo xuống cái thân nè, lúc mình kéo mình sẽ thấy cái lưới của nó bị giãn. Lưới nó bị giãn thì mình sẽ khó làm những cái chi tiết khác, nên là mình có thể mình sử dụng thêm cái cốt kit này. Ủa, sao nó không cho dùng gì à, không có dùng được với cái cọ mu ha. Rồi mình cắt polish nè, mình bật cái cốt kit này nè. Đi đang standard đi ha, thêm này. Lay 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 view up, mình bắt cái khối này cho nó đầy lên như vậy. Rồi có thể dùng cái cọ mu này để mình kéo cho nó dài nè, cho nó có cái thể tích hơn. Dường như đối với con người của mình. Rồi thì cái về cái vấn đề hình thì chắc là mọi người cũng có thể hiểu được và mọi người làm theo. Còn cái vấn đề tỷ lệ thì nó sẽ hơi khó hơn chút xíu, nhất là đối với những cái bạn mà chưa có vẽ, chưa có canh chỉnh tỷ lệ bao giờ, nó sẽ hơi khó hơn chút xíu, nhưng mà khó hơn thì nó mới cần học nhé. Đó, và mình để cái góc độ nó tương ứng với cái con trong cái hình rep của mình, hình tham khảo, rồi mình kéo ra sao cho nó
khớp theo ha, khớp theo cái hình dáng này. Đó là cái yêu cầu mọi người phải tập làm quen dần đi. Thì ba cái yếu tố mình nói là về hình, tỷ lệ và cấu trúc, nó sẽ làm giống như là một cái ngôn ngữ chung mình sử dụng trong cái lớp của mình. Thì mình làm tất cả mọi thứ mình đều phải quy về ba cái đơn vị đó để mọi người có thể làm tất cả mọi thứ. Thì đó là cái ngôn ngữ chung lớp của mình. Sau này mọi người hiểu là lúc mình sửa bài mình chỉ cần nói là cái phần hình của mình hay là cái phần tỷ lệ hay gì nó bị chưa đúng, chưa tốt, thì lúc đó là mọi người sẽ hiểu liền. Đó là một cái ngôn ngữ chung nhé. Đấy, rồi bây giờ mình đắp cái cánh tay lên thì dùng cái cọ lay, đắp cái cọ lay mình đắp lên cái cánh tay lên này. Rồi dùng cái cọ đam standard mình dấn nó lại chút xíu để cho nó sắc nhé. Rồi hát polish để mình chà. Không có cần phải làm quá sạch, cứ để nó sực sực chơi dơ như thế này cũng được, miễn làm sao là cái khối cái ống trúc của mình nó chắc. Đó, nhiều cái tay như thế này. Rồi mọi người lúc mình làm mấy cái con này thì không có cần để ý vào mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ ha. Nó dùng mấy cái nếp nhăn ở trên con này thì nếu mà ai làm được thêm thì làm, chứ còn nếu mà không thì không có cần phải để ý quá nhiều về chi tiết. Mình cứ chú ý cái tổng thể cái tỷ lệ lớn cho mình. Cái đó là cái quan trọng nhất để mọi người có thể làm. Chứ còn mấy cái chi tiết này kia thì nó là cái thứ râu ria thôi. Thêm thắt vào sau cũng được. Rồi. Tiếp tục đâm standard để mình làm hết cái phần miệng cho nó. Rồi dùng cái cọ phay tiếp để mình đẩy vô này, đẩy cái khối vô này, dưới cho sạch mặt. Rồi cũng có thể dùng cái cọ đó tiếp, clay tiếp để mình chút ra mấy cái răng. Rồi. Răng thì mình chỉnh sao cho nó thẳng thớm với cái mặt trước của cái khối của mình. Đấy. Rồi cũng vậy, đắp con mắt lên, lại dùng cọ clay tuyết đắp lên con mắt. Xong chà nó đi, chà đi, hát polish chà đi cho nó phẳng lại chút xíu. Rồi đan standard để mình dấn mấy cái viền cho nó sắc nét ha. Nhiều con mắt như vậy. Rồi xong mình làm cái vây trên lưng đó. Cái vây trên lưng đó thì mình cũng dùng đan standard mình đánh ở phía giữa này. Giữa này đánh mạnh lên, đánh nhiều lần lên cái nét nó thì từ từ nó sẽ đắp lên thêm. Rồi xong mình nắm cái cọ mu này mình đẩy cái vây cho nó mượn ra theo cái hình hình xếp của mình. Đó, ha. Thì ở đây mình làm nhanh thôi, cho nên là cái tỷ lệ các thứ của nó không có được tốt lắm. Mọi người khi mà làm bài tập cái bài đầu tiên này thì mọi người dành nhiều thời gian cho nó hơn thì chắc chắn là cái bài của mọi người cũng sẽ phải tốt hơn cái này rồi. Thì cái bài tập này nói chung là để cho mình làm quen với nhau và làm quen với Xerox, tập cái tay. Nên mình làm quen cái phần mềm nào mình càng vẽ nhiều thì cái tay của mình nó càng cứng hơn, mình vẽ được những cái đường nét nó đẹp hơn, nó sạch sẽ, nó chắc hơn và mình thành thạo công cụ hơn ha. Nên là mọi người nên làm nhiều vô. Và cái bài tập này thì bữa sau mình chỉ cần chụp lại cái hình mình gửi lên trên group chat cho trong lớp thôi là được. Mình sẽ xem sơ qua thôi để mình biết cái kỹ năng của mọi người như thế nào nhé, chứ cũng không có phải là bài tập có chấm điểm hay là có gì hết á. Ai bận quá thì không làm cũng được, không có vấn đề gì hết, nhưng mà nên làm. Bỏ ra khoảng nửa tiếng, 1 tiếng gì đó mình làm. Đấy, như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi ha. Mọi người nếu nếu được thì làm thêm một con kế bên. Càng nhiều càng tốt. Cái này cũng là một cách để mình giống như mình tập luyện mỗi ngày. Cũng có thể lấy ra tập luyện mỗi ngày cũng được để cho cái tay của mình nó cứng hơn, cái cơ bắp, trí nhớ cơ bắp mình làm ha. Và trong lúc mình làm lúc nào cũng nhớ ba cái yếu tố nãy mình nói ha. Phân tích nó ra, mình tập cái cách phân tích bây giờ, từ bây giờ tất cả mọi thứ mình đều phân tích theo ba cái yếu tố đó hết. Hình, tỷ lệ, cấu trúc ha. Rồi, nắm vững ba cái này là sẽ làm được tất cả mọi thứ nhé. Rồi, thì cái phần demo gì đó nó chỉ đơn giản như vậy thôi.
chỉ cần xuất được như vậy thôi là được rồi, là mọi người có thể học từ những cái bài sau, không có gì khó hết ha. Có ai cảm thấy con này khó quá không làm được không? Có ai thấy khó quá thì giơ tay luôn nha, đặc biệt ý kiến liền. Rồi hôm nay nói năng gì hết cũng là ok đúng không, là thấy quá dễ này, dễ quá trời mà, giống như đưa cục đất sét với cho mấy đứa nít nó cũng làm được nữa mà, có gì khó không nha. Nên là một người phải chịu khó làm bài nhé. Rồi ok, giờ mình dành mấy cái thời gian 15-20 phút cuối này mình sẽ lựa concept nha mọi người. Rồi ở đây mọi người up lên rất nhiều concept. Ủa không nhiều lắm. Ok, lựa một cái concept ha. Giờ mình sẽ đây là concept của mình lựa, bỏ vô đây mình cho thêm đa dạng. Ở đây cái hình này của bạn Nguyễn Tấn Sang ha, hình này họ không biết là bạn đưa cái con nào đây, con này hả, con này chibi này, con này là dragon này. Cái concept này thì nó hơi bị cái style, nó hơi bị kiểu cartoon, hơi bị kiểu hoạt hình quá và nó không có rõ về cái chi tiết, cho nên là hơi khó để cho mọi người tham khảo. Thì mình cứ để đây, nhưng mà nói chung là nhìn cái này thì mình không có cảm giác về cái chi tiết, cái chất liệu nó tốt lắm, nên là có một số bạn có thể là chưa có cái kiến thức, cái thư viện về cái vấn đề đó, mình sẽ hơi khó cho mọi người. Để đây trước ha. Rồi tiếp theo có một cái anh cơ bắp này. À, ok ha. Thì concept này rất là đầy đủ các tiêu chí của mình, tức là một con người có quần áo, có vải, có kim loại. Đấy, và cái form của cái con này nó rất là chắc, nó rất là chắc và nó đơn giản. Chỉ cần làm những con đơn giản như vậy mà mình làm tốt thì nhân vật của mình nó cũng đã ngầu, chứ không cần thiết là phải làm hầm hố lên các thứ nha. Rồi tiếp đây lại có một cái concept cũng ok, khá là ok, có cả phiên bản nam và phiên bản nữ luôn. Cái này cũng rất là ok. Có cái điều là cái phần giáp thì nó hơi rối chút xíu, nhìn nó hơi rối. Cái phần giáp của bạn nữ thì nó lại tốt hơn, nếu bạn nam thì cái phần giáp thì nó hơi rườm rà chút xíu, dây nhợm lum, thì nếu mà làm thì có thể bỏ bớt đi, thì không nhất thiết là phải làm hết đi. Thì đúng là chút xíu, coi như cái này là hai thành xếp. Nhưng mà mình nghĩ là anh nữ này đẹp hơn đi. Rồi cái ông Viking này lớp nào mình cũng thấy ổng hết, không biết tại sao nhưng mà không bao giờ ổng được chọn hết, là bởi vì rườm rà lắm. Nó có những cái chi tiết nhỏ nhỏ này, dây nhợ trong cái tóc này rất là nhiều, nó cái râu này rất là nhiều. Mấy cái ông Viking kể cả nam cả nữ nhìn thì có vẻ đơn giản, mà khi mà zoom vào cái concept mọi người sẽ thấy nó có một nùi chi tiết lên này. Nếu cái đồng tiền này nó cũng hoa văn lắm, chưa kể là còn da cá sấu nữa, thì mình cứ để đó thôi, nhưng mà nó nhiều lắm. Có một cái lớp của mình làm nhân vật nữ Viking. Lúc đầu nhìn cái concept rất là đơn giản, là cái lớp lớp cơ bản của ba, lúc đầu nhìn cái concept nó đơn giản nhưng mà tới lúc mà xúc lên cúp hoài không xong. Ok ha, cái concept này cũng tốt. Ok, thì nhưng mà cũng bị chung cái vấn đề giống như cái câu này, tức là mình không có thấy được rõ về cái chất liệu nó tả trên này thì mình hơi khó để mình tưởng tượng ra. Ok, một cái bài cũng gần gần giống cô này, hai cái này giống nhau mà cái này tả chất liệu tốt hơn rồi kỹ hơn, mình lấy cái này, mình không lấy lại cái này giống nhau mà. Có điều là cái này bóc tai các thứ nó sexy hơn xíu thôi, nhưng mà nó nói chung nó cũng né nè, bỏ bớt cái đi cho mình bạn. Có thể là hai cái hình này mình cũng sẽ bỏ luôn, là bởi vì đó như hồi nãy cái mình nói thì nó không có đủ cái thông tin về chất liệu, mình tạm mình bỏ luôn nha.
Rồi cái con này thì nó cũng khá mờ, mặc dù là cái chất liệu nó tả thì nó có rõ hơn một chút xíu rồi, nhưng mà mình không thấy được cái chất liệu bên trong. Với lại là mấy cái phần giáp này nó hơi nhiều, nó hơi rườm rà chút xíu. Ở đây tạm để đây, ráng được có thể xóa bớt. Ha, cái concept này ok này ha, mình có thể thấy được đây là cái file 3D luôn, file 3D của một cái bạn Trung Quốc, là thấy được chất liệu các thứ đầy đủ hết. Cũng hay. Ok, cái này cũng được. Thì lúc mình làm cái con này thì cũng nên như vậy ha, bỏ bớt chi tiết đi, rồi khá là nhiều đồ đạc chi tiết trên này, nhiều quá làm hoài không xong thôi chứ có gì hết. Mình làm cái gì mà nó nhanh gọn lẹ thì nó sẽ có hứng để làm lâu dài, chứ còn mà làm cứ ngâm hoài á, là nó mau nản lắm. Rồi cái cô này thì cũng được, ok cũng được. Cái hình trắng đen này ba anh siêu nhân rất trực tiếp này thì trắng đen thì không có thông tin về màu sắc, với lại cái hình này nó cũng không có rõ ràng từng con, mình sẽ không có chọn hình này ha, đen không có màu khó làm lắm. Cái này cũng vậy thôi, cái này thì rõ ràng chi tiết hơn này, nhưng mà cũng vậy thôi, không có thấy được chất liệu. Nếu mà tìm được cái hình nào mà nó có chất liệu luôn thì nó tốt hơn, còn cái hình này thì không có thấy được, mà tạm thời mình sẽ không dùng. Dù cái hình này mờ quá ha, hình này của ai thì nó mờ quá trời không thấy gì hết trơn. Nếu mà có cái bản nào bự hơn thì up cái bản bự cái hơn lên thôi, cái này thì mờ quá. Làm mờ thì cũng được đấy, nhưng mà cực mình phải còn chế thêm design thêm rồi thứ. Rồi cô này thì cũng được, mặc dù là cũng hơi yếu về chất liệu nhưng mà cũng có đây, cái này ít nhất là có tả về cái độ bóng, tả về cái độ bóng là đủ để thấy được cái chất liệu rồi, chỉ là thiếu cái bề mặt thôi. Anh này thì giáp hơi nhiều, giáp hơi nhiều làm nó cũng hơi cua. Rồi ok, concept của mọi người như đó là đủ rồi đó. Bây giờ mình sẽ vote cho nó ha, sẽ đánh số cho nó, cái nào được nhiều số nhất thì chọn cái đó nha. Rồi đánh số vô, số 1, số 2, là 5 6 11 12. Hai cái số này sẽ mời. Rồi bây giờ mọi người bỏ phiếu đi, thì một cái hình thì mình mọi người một người thì nên bỏ nhiều số nha, mọi người nên bỏ nhiều số vô chứ đừng có bỏ một số thôi. Thì sau đó mình sẽ cộng lại, mình coi coi cái số nào được chọn nhiều nhất thì mình sẽ chọn ha. Bây giờ mọi người bỏ phiếu luôn nhanh gọn lẹ luôn nhanh để cho nó xong này, rồi chúng ta nghỉ sớm. Mình chọn số thích anh số 7, anh số 9 với lại bộ
Con số 2 này thì nó lại có cái tay nó cũng hơi rườm, hơi rườm rà, nhưng mà lên được cái tay này thì cái chất liệu nó cũng đẹp. Mình cũng thích cái con cung này nữa. Sẽ chọn số 7, số 9, số 2, số 8. 7, 2, 8. Ủa, ai chọn số 36. 36 là 3 với 6. 36, 78. Có vẻ số 6 khá là được lòng mọi người. Số 6 là cái nào vậy? Đây, số 6 hay là số 6, số 9 cũng thấy nhiều nè, nhưng mà số 6 vẫn nhiều hơn. 9, 6, 6, bây giờ có 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 9 là 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 5, 9. 69, ô 9 với số 6 bằng nhau à. Ủa đâu, số 9 có tính thêm vote của mình nữa này là nhiều hơn một vote rồi. Rồi, mọi người đã vote hết rồi thì số 9 được 7 phiếu, nhiều hơn số 6 một phiếu. 6 thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái 9 thì có cộng thêm cái vote của mình nữa là thành 7. À. Rồi, vậy ha. Hết người rồi, đâu còn ai nữa là đúng không? Vậy là mình chọn số 9 nha. Đến đúng không ta? Không không sai đâu. Rồi, thì mình sẽ chọn cái concept số 9 nha mọi người. Được. Rồi, nếu mà nó không trúng ý của mọi người thì thôi, chấp nhận thôi, không có vấn đề gì hết nha. Đây chỉ là một con nhân vật ở đầu của mọi người thôi. Sau này thì mọi người đã làm tốt rồi thì mọi người có thể làm ra cả tá con nhân vật. Được. Sẽ lấy con này để mình học trong lớp thôi. Có ai chưa bỏ phiếu nữa không? Rồi. Hết rồi ha. Ok. Chốt sổ. Rồi. Vậy ha. Vậy là xong. Xong cái buổi đầu tiên của mình. Rồi. Mình sẽ nội dung buổi đầu tiên như vậy thôi nha. Rồi. Giờ có thể nghỉ ha. Rồi trong tới thứ tư là mọi người nhớ chụp cái hình là mấy cái con cơ bản kia ha, để gửi cho mình thôi, gửi lên trên group chat của lớp. Rồi có ai hỏi gì không? Không ai hỏi gì hết thì mình nghỉ ha. Sao anh có lụm bót không anh? Mà xem. Tại sao anh có lụm bot Elden Ring không? À, bot không, bữa nay bận rồi, nay sẽ chạy deadline chút xíu rồi, lại con cái đang bệnh nữa. Lụm bot thì ngày nào chẳng lụm, nó lụm mình chứ mình đâu lụm được nó đâu. Rồi mai hỏi gì khác ha, có ai hỏi gì nữa không? Không ạ. Ok. À, khoan cho anh hỏi hỏi xíu Nguyên ơi. Dạ. Cái mục tiêu của cái lớp này khi mà mình hoàn thành đó, tức là hả mình làm cái con hai xong rồi là mình làm luôn con lô rồi mình bắt map rồi gì rồi render ra luôn đúng, tức là thành một cái con hoàn chỉnh để mà có thể import được vô game luôn đúng đúng, đúng Nguyên. Dạ đúng rồi, nó chỉ chưa có gắn Rồi xương ok. mà bỏ vô game thì phải gắn xương. Ok. Dạ Cái phần xương là thuộc về phần khác rồi. dạ đúng rồi. À.
Ở đây mình có làm tóc với làm lông không, Nguyên? Tóc với lông thì nó mình trong lớp này mình chỉ làm theo kiểu là tóc với lông mà theo kiểu khối thôi, chứ mình không có làm ra kiểu alpha cạc, nghe cạc hay là tỉa sợi, tại vì cái đó thì nó hơi nâng cao rồi, mình đang Tức là ở đó bản thì mình chỉ dùng làm khối thôi. Tóc giống như kiểu styline. tóc khối, tóc khối, tóc khối. Dạ. Tức là mình không 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 có xài tới Excel đúng không? Excel đúng không? Dạ không, cái gen thì nó để làm render, để làm phim mà, chứ đâu có làm game được. Ok. Mà thí dụ như anh muốn tìm hiểu về Excel á, thì sau cái lớp này thì anh hỏi thì em có hỗ trợ được không? Được, anh không có vấn đề gì hết. Em cũng Rồi có hộ mà mấy công cụ cơ bản của trên YouTube hết, có thể coi qua cái đó xong rồi làm thử, rồi có vấn đề gì em sẽ chỉ thêm, có vấn đề gì hết. ok, rồi cảm ơn Nguyên. Giờ không ai hỏi gì hết nữa, vậy thì bye bye mọi người ha, chúc mọi người ngủ ngon. Bye. À, Chúc mọi bye người ngon. Chào. Rồi, chào mọi người.